Dạ mời vị Đỗ Hanh Thông đặt câu hỏi. Không loại cái đèn cho sáng cho đó, sâu rõ. Dạ, xin thầy cho con hỏi là kinh Vô Tự được làm từ chất liệu gì mà có thể tồn tại đến ngày nay? Kinh Vô Tự là nó viết bằng cái giấy đặc biệt, nhưng mà nó viết bằng cái chữ điện từ âm dương. Thầy đã bây giờ đó, ngày xưa đó lúc Phật nó có dùng cái thuật đưa cái giấy này đi theo, nhưng mà nên nhớ là cái kinh Vô Tự viết giáo lý không phải là viết bằng một cái chân bản, mà viết bằng công thức. Người nào đọc được công thức mới dịch ra kinh Vô Tự. Nên nhớ là kinh Vô Tự viết bằng giấy, nhưng mà soi muốn coi thì coi bằng điện từ, mà ta viết bằng công thức, không phải là viết bằng cái dây gian giải trình, mà ta viết bằng công thức. Giống như con làm kỹ sư, con chỉ học công thức xây cái nhà, rồi con muốn xây cái kiểu nào đó là con xây ha. Chứ không phải nó viết tràn gian đại hải như mình đây đâu. Rồi là viết công thức, kinh Vô Tự là cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Có phải Đức Phật lấy cuốn giáo lý và các thứ khác trên nền văn minh không gian rồi viết lên kinh Vô Tự không? Cái kinh Vô Tự này bất cứ cái gì nó cũng nằm trên không gian hết. Tuy là Đức Phật đến lấy, nhưng mà khi đến, khi mà công bố ra cũng có một người lấy đưa ra. Thì cái này nó hơi bí ẩn, nhưng mà xét về khoa học không bí ẩn chút nào hết. Có nghĩa là bây giờ mình nói ở đây, nó đưa lên không gian để dành mấy ngàn năm sau lấy ra vẫn xài được. Có nghĩa là kinh Vô Tự lấy trực tiếp từng không gian đưa xuống đây sử dụng. Còn cái chuyện mà nó đi dòng theo thiền tông là cái chuyện khác. Cái đó là nói cho biết rằng kinh Vô Tự nó đi theo dòng thiền tông, chứ sự thật lấy từ không gian hiện tại. Rồi con hỏi tiếp đi. Các đạo khác có kinh Vô Tự không? Không, hoàn toàn. Kinh Vô Tự thì sử dụng cho cái công thức giải thoát thôi. Còn các đạo khác thì lấy giáo lý bằng, thí dụ chẳng như đạo Thiên Chúa, thì viết bằng cái văn hiện tại mà diễn tả cái cõi trời Thượng Đế thôi. Còn đạo Tiên cũng vậy, nói về sinh hoạt của đạo Tiên, đạo Thần, đạo Thánh nó cũng nằm ở dạng này. Có nghĩa là kinh mà giáo lý của các tôn giáo thường gọi là giáo lý vật lý. Duy nhất chỉ đạo Phật Thiền Tông gọi là giáo lý giải thoát. Nó nằm ở trong ngoài không gian. Rồi con hỏi tiếp. Kinh Vô Tự có thể tự chuyển ngữ, vậy tại sao thầy không giao nó cho Liên Hợp Quốc để nghiên cứu và công bố? Cái này đó là tôi không có trách nhiệm này. Bảo là Long Nữ sẽ công bố ra tại đây, rồi từ đây mới chuyển đi. Thì bây giờ đến cái chu kỳ á, là cái này hiện giờ nước mình đã biết rồi đó. Thì tất cả các nước Liên Hợp Quốc nó sẽ biết, thì tự động người ta bò tới, tôi sẽ giao cho. Chứ mình không có đủ tư cách mà nói chuyện. Mà muốn giao cái này thì nó có hai cơ quan giao. Một là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc. Hai, Chính phủ Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc. Hai cơ quan này có nhiệm vụ này. Nếu muốn cho thế giới biết tinh hoa nhân loại thì hai cơ quan này làm nhiệm vụ này. Chứ tôi chỉ là một con người thừa hành Thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi phổ biến cái Thiền Tông. Chứ như đó, nên nhớ rằng phổ biến Thiền Tông chứ không phải là, và công bố quyền ký chứ không phải là công bố giáo lý. Công bố giáo lý là của cơ quan khác, của một tổ chức khác mà tuần rồi tôi có đề cập đến. Chính cái Liên Hợp Quốc phải công bố cái giáo lý này. Còn chuyện người ta làm hay là không là chuyện của người ta. Tôi chỉ có nhiệm vụ vậy thôi. Tôi có nhiệm vụ lấy lại, viết soạn lại hết cái bài giáo lý đạo Phật Thiền Tông, để cho nhân loại biết rằng tinh hoa đạo Phật nó nằm trong giáo lý, chứ không có đâu hết rồi. Thì bây giờ mình có bổn phận nói đây. Đây là cái diễn đàn, ý là muốn nói ra cho cộng đồng thế giới biết rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu có giáo lý đạo Phật Thiền Tông.
là cái nơi xuất phát tinh hoa đạo Phật. Có vậy thôi. Con hỏi tiếp đi. Tại sao vũ trụ lại phân chia thành Phật giới và Tam giới? Tại sao không phải toàn bộ vũ trụ là Phật giới? Giờ mình phải biết á, sống trong cái càn khôn vũ trụ này, cái vùng nó thanh tịnh gọi là cái vùng Phật, còn cái vùng cuốn hút gọi là vùng Tam giới. Thì trong càn khôn vũ trụ á, một cái vùng cuốn hút một lòng Tam giới, thành ra Đức Phật mới chia ra một Tam giới là có một loại là hệ mặt trời. Còn nếu mà một tiểu thiên thế giới đó nó có 1.000 hệ mặt trời, trung thiên thế giới nhân 1.000 nữa là lên 1.000.000 hệ mặt trời, đại thiên thế giới nó nhân 1.000 lần nữa là 1.000.000, tam thiên đại thiên thế giới nhân 3 lần nữa là tam thiên đại thiên thế giới là 1.000.000.000.000 tam thiên đại thiên thế giới. Mà trong càn khôn vũ trụ có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, thì con suy nghĩ nó tất cả những quy luật vật lý nó phải nằm trong quy luật nhỏ thôi. Vì thế mà khi mà công bố giáo lý ra đó, tam thiên đại thiên thế giới giống như một nguyên tử thôi. Rồi con suy nghĩ đi, rồi những vật mà sống trong tam thiên đại thiên trái địa cầu này là cái gì, con người mình là cái gì, so sánh như thế nào. Bởi vì tới đời văn minh khoa học thật cao rồi thì mới hiểu được cái này. Vì thế mà con người mà chưa hiểu nền văn minh không gian thì giáo lý hoàn toàn không nói rõ được. Hiện giờ nền văn minh không gian người ta đã biết, nhưng mà nói ra còn chống đối. Con suy nghĩ đi, nếu mà cái này đưa ra 1.000 ngôi chùa hoàn toàn chống đối hết, không còn có chùa nào đứng vững luôn. Nó rất khó cái này. Thành ra hồi xưa mà chưa công bố thì tôi cũng đánh giá rất thấp. Rồi khi tôi công bố quyền ký rồi mới phản ứng, tôi mới biết ông Phật nói đúng. Là vì trong cái thế giới vật lý này nó cuốn hút mà. Nó cuốn hút, nó không thoát ra cái quy luật này. Còn cái thiền tông nó ra để gì? Nó phá cái quy luật này để nó đi ra. Nên là nó phá để đi ra, có nghĩa gọi là tìm đường đi ra. Nó khó, chứ nó phá không được nè, nó tìm đường đi ra, thế mà cũng không ai ra được. Thì con thấy là tất cả những người tu thiền tông đã biết rồi, đã nói rồi. Đức Phật nói 100 người, 95 người không ra, 5 người ở lại còn chửi lộn á, gây lộn. Tất cả những người mà tu thiền tông rồi sau đây sẽ thấy hậu quả sẽ đến. Chứ đừng có tưởng mình tu thiền tông mình mê đâu. Có chút xíu vậy à, mà còn kiếm chuyện đủ thứ á. Rồi sau này nó sẽ lập bè, lập phái nữa. Nó khó. Thành ra cái thiền tông phải công bố nhanh lên để rồi sau tôi chấm dứt. Rồi lúc đó là bỏ lại đi, bỏ lại cái đi trở về trong cái sinh diệt tự nhiên của nó. Bởi vì thiền tông nó chỉ bùng lên một thời gian ngắn rồi nó thôi, hoàn toàn. Vì thế giới này là ai? Thần quản lý, thánh thì làm theo ý muốn của ổng. Con người là công cụ thôi. Mà con người công cụ có cái bổn phận phải công bố này đó, nó rất cực kỳ khó. Đó thì trả lời ngắn gọn cho con vậy, con hỏi tiếp câu khác đi. Còn thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Dạ cho con hỏi tại sao nó bị cuốn hút hay nó hành tâm giới hay chỗ đó hút tại là, sao nó bị cuốn hút? Cái này cái quy luật của nó. Con nên nhớ là chiếc xe mà nó hút, nó cuốn con là nó mới hút cái xe. Thấy không? Bởi thế giới này gọi thế giới lực lý cuốn hút âm dương. Vì thế mà tất cả các sinh vật ở đây nó phải hút dính vô mặt đất hết. Bây giờ khoa học nó văn minh lên cao rồi, con thấy nè, cái hành tinh nó tròn gì. Ví dụ ở Mỹ nó các cái New York á, cái tòa nhà WTC của New York á, nó đưa lên trời. Còn nhà ở Việt Nam sao? Nó phải chống đầu xuống, nó phải hút lại nè. Nó không cho văng ra, cái lực nó hút khủng khiếp lắm vậy đó. Hàng ngàn tấn nó hút được núi non, sông hồ, biển cả nó còn hút dính lại. Nếu mà nó không hút thì nước hoặc là núi non sông hồ bay ra hết, bay ra không gian hết. Đó là cái quy luật nó hút. Còn mình ở đây thì nó hút theo vật lý, nhưng mà khó ai mà thoát ra được cái quy luật này lắm. Sống ở đây tiền tài danh lợi địa vị là con người bình thường. Con người tu chùa to Phật lớn, con người tu chức vụ hơn người, con người tu chết để làm đám ma cho to, hút vật lý không cách nào thoát được. Người thường thì cũng phải có cái đám ma cho to, nghèo cỡ nào cũng phải ráng cho nó to. Đó là hút vật lý.
Còn cái vấn đề thiền tông nó ra đó, chết đem thiêu rồi, muốn bỏ bỏ mà đem ở chỗ nào để thôi, không có tổ chức bất cứ gì hết. Phá vật lý là cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao điện từ quang có thể biến thành điện từ âm dương? Bây giờ con suy nghĩ nè, cái vùng đó, vùng trời quang đảng đó, thấy không? Thì nó không có gì, nhưng mà con đem bất cứ một cung khí cụ nào đem là con quay, thì cái vùng nó sẽ hút, nó trở thành là cái âm dương. Thì bây giờ mình nói lớn lao á, giống như cái biển Thái Bình Dương đi, tháng này nó không có bão, mà tháng bão tự động nó hút, nó kéo thành cái vùng bão. Chính cái vùng bão nó là cuồng cuốn hút, gọi là vùng âm dương. Còn cái ngoài cái vùng bão nó gọi là trời trong mây tạnh. Thì Phật giới nó nằm ở ngoài trời trong mây tạnh duy nhất, chỉ có điện từ quang thôi. Còn nó vô, nó cuốn hút, nó trở thành là điện từ âm dương. Nó hút mà, nó hút gì? Tất cả những vật chất trong đó đều nó cuốn quay cuồng theo sức hút âm của nó. Sức âm để nó kéo, kéo dính ra cái đất này nè, nó kéo dúng ra trong cái nhân quả này nè. Nhân quả nhờ cái hút âm nó mới có tạo thành cái nhân quả được. Còn nếu nó không có, nó qua bên kia thì kể như đâu có gì đâu. Ha, qua bên kia nó bàn bạc. Đó, tại vì bây giờ bởi vì nói ra, bởi cái càn khôn vũ trụ nó lớn lắm. Bây giờ cái hệ mặt trời mà khoa học nó còn chưa hiểu hết cái hệ mặt trời là cái gì á. Đạo Phật thì nói hệ mặt trời có 45 hành tinh và bao nhiêu cái hành tinh vật tư. Chút khoa học nó chưa biết cái này, nhưng mà nó có theo dõi cái này nó hiểu. Nhưng mà có nhiều anh khoa học hỏi, anh hỏi nó xin lỗi, anh hỏi còn thấp lắm, thấp hơn mấy anh thiền tông. Thiền tông ta kêu, ta coi sát cái sách thiền tông á, nó mới hiểu rõ. Còn khoa học nó chỉ nói lơ lửng một hai phần nhỏ trong cái thiền tông thôi, mà nó đã khen là tinh hoa nhân loại rồi đó. Nếu mà tất cả những người tu thiền tông mà có kiến thức khoa học thì cho cái này nó mới bắt đầu mới đúng một tam giới thôi, chứ không có nắm đúng hết cái cạn khuôn vũ trụ được đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Điện từ âm dương có thể biến ngược trở thành điện từ quang không? Điện từ âm dương nó ngưng thì là điện từ quang. Cũng như cái ly nước còn xoáy ha, thì trong ly nước đó nó biến thành chuyển động, nó thì âm dương. Mà ly nước nó đứng rồi thì nó là quang. Có vậy thôi. Duy nhất trên thế giới chỉ có một điện từ quang thôi. Nhưng mà nó vào thế giới vật lý, nó quay theo quy luật vật lý, quay theo âm dương. Thì cái nào đậm là âm, nặng là âm, nhẹ là dương. Đó là nguyên tắc vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Tại sao tánh biết của tánh Phật có thể tự nhiên biết được? Bây giờ ta nói cái tánh Phật nó có cái ý, trong ý nó có cái chân như, thấy, nghe, nói, biết tự nhiên vậy. Tự nhiên gọi là chân như, cái chân thật như vậy thôi, không biến đổi, không bất cứ gì hết. Nhưng mà nó vô trong cái thế giới là người, nó mượn thân và tánh người, thì nó phải quay theo cái luật tưởng tượng của tánh người. Nó làm phải theo cái hành động của cái thân người. Bởi vì nó vô trong đây là gì? Nó tìm cái công đức. Mà trong cái vũ trụ này muốn tìm công đức chỉ có con người mới tạo được thôi. Vì thế mà bắt đầu tánh Phật phải vào đây mượn để mà tạo cái này. Vô đây nó dính rồi, nó dính theo quy luật vật lý nó không biết. Bởi vì trong cái tánh người nó có cái tham và cái tưởng. Tất cả ai mà tham mà tưởng hoàn toàn không sai hết, sai bằng sự thật hết. Vì cái tưởng này mà nó tưởng ra 84.000 cái ảo giác. Các tôn giáo, các tín ngưỡng, các đạo đều lập trong cái tưởng mà ra hết, chứ không có gì khác hết. Nếu mình hiểu được quy luật vật lý thì mình giải mã được tất cả những cái gì có trên trái đất này, từ hữu hình đến vô hình đều giải mã được hết, không từ nan bất cứ một cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy, là nếu tánh Phật tự nhiên biết, tại tại sao tánh Phật lại phải hỏi kim thân Phật là tại sao kim thân Phật lại to như vậy, tại sao không biết kim thân Phật vô tam giới? Ở trong thế giới chư Phật đó, thì tánh Phật mình nói ra thì giống như trứng cá đi, nhưng mà đúng là nó bằng một nguyên tử thôi, một nguyên tử sáng thôi ha, có trứng cá còn lớn hơn. Thì tất cả những chư Phật đã vô đây đi về trở thành Phật rồi, thì mấy ông kia nó
ta thắc mắc ta hỏi vậy thôi. Thì nói đúng ra đó, chưa sống vô quy luật vật lý thì người ta sinh thường lắm. Thì tánh Phật nói bây giờ hồi xưa tu cũng như là tánh Phật vậy thôi. Tánh Phật ở thế giới thư Phật gọi là cái chân như, nó tương như vậy thôi. Còn trong thế giới vật lý á, nó cũng có cái chân như, cái chân thật của nó là cái gì? Đất, nước, gió, lửa và điện từ. Đất, nước, gió, lửa, năm cái thứ này nó quay, nó trở thành, tạo thành một cái quy luật vật lý. Còn bên kia, nó là cái giữa cái chân như và cái điện từ quang, nó không có cái sự hút, thành ra nó không hiểu. Vì thế mà tánh Phật bắt thấy như vậy thì tò mò hỏi thôi, mới chạy vô trong này thì đi theo một ông Phật phải chỉ cái đường đi vô. Thì đa số á, thì ở sống ngoài cái quy luật nhân quả, xem thường cái nhân quả này, mới nhào vô mượn thân tánh người, ai về cái thân người tánh người nó phát ra 16 thứ tánh. Mà bị đầu tiên là phải vô cái tử cung người mẹ để cho nó quên hết những cái gì mà quá khứ. Rồi từ đó nó mới sống theo cái tánh người, rồi từ từ nó mới tạo nghiệp. Nếu bắt đầu tạo nghiệp là hết được, hết biết nhớ, hết nhớ mình là ở đâu rồi đó. Vì thế mà ở Phật giới thì nó có hai cái loại, một là tánh Phật và kim thân Phật. Ở trong thế giới vật lý thì nó có bốn bầu hoàng đạo: cõi trời hữu sắc, cõi trời vô sắc, hữu sắc, dục giới và địa cầu. Địa cầu thì nó cấu tạo bằng tứ đại và điện từ dương. Còn tất cả các kia thì nó cấu tạo thân trời dục giới thì cấu tạo bằng điện từ âm dương năm màu sắc. Dòng 3 điện từ âm dương 12 màu sắc. Dòng 4 điện từ âm dương không màu sắc. Đây là quy luật vật lý của nó. Vì thế mà nó vô đây muốn ra thì bây giờ 10.000 năm có một vị Phật đến để chỉ cái cung đường đi ra cho cái người ở trong này. Thì con hỏi thì cũng đúng, nhưng mà cái này là ở thực giới chân như là điện từ quang, kim thân Phật và tánh Phật. Trong thế giới này nó có bốn bầu hoàng đạo, trái đất này ngũ thú tập cư và loài thực vật. Phải hiểu được cái nguyên tắc vật lý thì con mới giải mã được cái thiền tông này. Còn nếu mà không hiểu, vì thế mà ta yêu cầu mình á, theo thiền tông tu bằng trí tuệ, bằng khoa học, bằng thực tế, không mù mờ, giải mã được tất cả những cái gì mình muốn thì mới tu thiền tông đúng được. Còn nếu không, mình tu bằng cái tưởng con người là hoàn toàn sai 100%. Rồi câu hỏi tiếp đi. Có phải tánh biết của tánh Phật phụ thuộc vào tánh nghe tánh thấy? Nghĩa là sự việc ngoài cái nghe cái thấy của tánh Phật thì tánh Phật không biết. Đã cái chân như nó phát ra bốn thứ, thấy nghe nó biết, là một chủ thể của nó là tánh Phật. Cái mà nó phát ra đó, nó nằm ở trong cái điện từ quang. Nó bằng một, nói bằng một nguyên tử vậy thôi, chứ là diễn tả hơn nguyên tử không được. Không lẽ mình nói 1/10 nguyên tử chứ sự thật. Một nguyên tử mình cũng chưa biết nó cái kích thước nó bao nhiêu nữa. Thấy không? Thì mình cứ nói một nguyên tử là một đơn vị sáng. Trong cái đơn vị sáng đó phát ra thấy nghe nó biết. Rồi gọi là tánh Phật. Mà cái đó là cái gì? Nó là cái điện từ quang. Mà bốn cái thứ nó nằm ở trong á. Mà tổng hợp kia, bốn kia gọi là cái ý của tánh Phật. Để mà phân biệt rằng nó có cái bản thể của nó. Chứ còn mình không nói cái ý thì người ta không hiểu. Thành ra cái ý nó cấu tạo bằng gì? Bằng điện từ quang. Trong cái đó có bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh. Còn vô đây nó không thanh tịnh nữa, mà nó theo quy luật suy nghĩ của con người, nó mới tạo ra cái ảo giác. Vì thế mà ta tính là con người hồi xưa người ta không hiểu, tưởng là 84.000 pháp tu chứ không phải. 84.000 cái ảo giác của cái tánh, cái tưởng của tánh người nó đưa ra. Vì thế mà bây giờ đó, con suy nghĩ nè, một cái dòng điện đi vô cái máy đó, laptop thôi, nó phát ra có thể hơn 84.000 nữa. Ha, con thấy cái máy laptop coi vậy chứ lập trình nó lớn lắm. Bởi vì tại sao bây giờ nó phát ra 4G, 5G, nó hàng triệu lần. Chứ không phải 4.000 đâu, nó hàng triệu ngàn cái máy tính đó. Đó, con người đi lên tới đó rồi, thì con người mới hiểu rằng cái sự sống của con người nó rất kỳ diệu lắm. Mà bây giờ chỉ thiền tông nó mới giải thích được này, còn khoa học nó giải thích qua cái hấp
dẫn và cái ADN thôi, nó không hiểu được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con xác nhận lại là hơn thua, cãi nhau, tức giận, những chuyện không liên quan đến thiền tông, thì công đức có bị bô đen không? Bây giờ nếu mà con có bất cứ đây có công đức là nó bô đen hết, trải cái gì nó cũng bô đen. Từ trong lúc mà khi con biết thiền tông, con tạo công đức bị bô đen hết. Để chi? Để nó sống trong cái quy luật này. Chuyển cãi là chuyện bình thường thôi, thế giới này không thôi. Nhưng mà về sau con biết thiền tông rõ ra mà con chấp thì vừa tạo ra nó bôi liền. Còn nếu mà con không bôi thì ông thần cũng phải bôi để chi? Để cho con sống ở đây. Nhưng mà tất cả những người mà thích tạo công đức mà không bôi đen, ông thần cũng bôi, nhưng mà ông ưu tiên cho mình. Về sau mình Phật giới, về Phật giới nó báo trước cho mình rất lâu. Nên nhớ rằng bình thường 3 ngày nghe, còn kia nó báo trước cho 30 ngày luôn. Rồi mình tự động mình biết, rồi mình tự suy sở như thế nào á. Mình ráng tìm một chút công đức để mở cái đường sáng đi về. Ông thần quản lý tánh mình không thể mà đưa cho một người mù đi được. Bắt buộc anh phải sáng tôi mới đưa đi. Tôi biết anh có vàng rồi đó, anh có công đức rồi đó, và anh phải tự mang đi. Qua tiêu dẫn đi chứ tôi đâu có dẫn đi được. Vì ông thần nó đâu có lên xa hơn trái đất nhiều. Mình lấy gọi là dân ra. Mà bây giờ đó mà con tính đi, mấy triệu cây số mới ra khỏi lực hấp, lực hút của âm dương. Mình phải biết, mình mới nhìn thấy cái quả tiêu mình đi. Bắt buộc giờ chót phải có cái quả tiêu. Thấy công đức, để công đức là nó mở đó. Nó mở để cho cái phần nhãn mình thấy đi theo thôi. Chứ mở chưa toàn diện. Muốn về toàn diện phải về trung tâm vận hành luân hồi, mã quá ra. Âm về âm, dương về dương. Thì Phật nhãn mới mở ra hoàn chỉnh được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, gần chết mới có thể tạo công đức trong sáng. Như vậy con thấy nó không an toàn. Lỡ như con chết bất đắc kỳ tử, con không kịp chuẩn bị tạo công đức thì sao thầy? Đi tiếp, quay tiếp. Nên nhớ rằng tất cả những người có công đức không chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết đức nó vẫn còn báo cho biết. Ngày mai bị xe đụng, bữa nay nó báo cho biết. Nó thiệt vậy à. Ha. Từ trường hợp á, mà tu chết bất kỳ cử là chưa, tại vì cái đó mình phải chịu đi thôi, đi luân hồi tiếp là gì, mình đi phá ông thật, bỏ phá ông cô hồn. Tất cả những người chết, tu thiền tông mà chết là do cô hồn phá, phải phá việc làm ăn của người ta. Bởi vì tu thiền tông cậy kỹ nhất là đến mấy cái chỗ mà phá người ta, phá âm á, đừng có làm, để tự nhiên. Ví dụ con lại tới cái chỗ là cái miếu nó cúng cái con hồn nhỏ nó không nói, mà con hồn lớn nó giật con chết lên. Nó không giật tại chỗ đâu, chạy ra kia là tự nhiên trước mặt con thấy chiếc xe mà sự thật không có thay. Nó đứng hiện rồi con lách qua bên kia, thằng kia đụng con liền. Thế mà phải hiểu cái thế giới này, cái thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương, linh thiêng, tuyệt đối đừng có rơi vô. Mình nói cho người ta hiểu thôi, linh thiêng tuyệt đối đừng có rinh vô. Linh thiêng đó là ai? Là những vị thánh ở đây nè. Cái sự sống của người ta, mình đừng có nhào vô. Mình nhào vô thì mình ráng chịu. Bởi vì tại sao thiền tông ra đời, tôi nói từ từ mà đi, phải nói từ từ đi sâu vào. Để chỉ mình tránh né bớt đi. Chứ tôi báo đã là thiền tông mới ra đời, rất nhiều người bị chết cái thiền tông này. Mà không dám nói, chưa tới thời buổi nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, bây giờ con tạo công đức trong sáng rồi con tự kết liễu, như vậy có về Phật giới được không? Xuống địa ngục luôn chứ về Phật giới gì. Bởi vì con kết tự kết liễu là con kiến chấp, con sử dụng cái tưởng. Cái thế giới này gọi là thế giới kia bằng nó tự quy luật nhân quả tự nhiên, và con suy nghĩ này. Bây giờ con từ đây đi ra Hà Nội gì? Vậy muốn đi bay ra trước đâu cái gì tông cửa sổ bay bay là đi ra chết liễu làm sao còn xin ra đâu có làm được cái lực này. Cái gì nó phải đi quy luật tự nhiên của nó. Đang ngậu xe nhảy xuống đi lại tự dẫn rồi đi xuống dưới địa ngục luôn, chứ làm sao con biết ai rước con. Nội mà cái mà suy nghĩ như vậy là con đã bị lực âm nó hút con rồi.
thì con xíu đâu, 18 tầng địa ngục rớt xuống đâu, tới đâu đó. Cái đó không cần ấy luôn, cái đó gọi là tự con chui vào quy lực cõi âm á, tự con mình đi. Chứ đừng có suy nghĩ vậy, đừng suy nghĩ tầm bậy vậy, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn ạ. Alo. Câu hỏi kế tiếp là của vị Trần Thanh Thảo. Người học thiền tông không cầu, không cúng, không lại ai, như vậy kinh cúng cô hồn của thiền tông là như thế nào ạ? Kinh cúng cô hồn này là để dành cho cái chùa, khi nào nó quá, nó quậy quá ra cúng, thấy không, để độ. Chứ không phải lúc nào cũng cúng. Cái này tất nhiên người ta lập bài bản ra, cái gì nó phản ứng phải đáp ứng liền. Chùa thiền tông tôi dùng có cúng, nhưng mà cúng bên ngoài, thí dụ thấy nó nhiều quá, tại vì hồi tôi mới mở ra đó thì bao nhiêu người đó phá, tôi phải mướn một người đứng tụng, tụng ba ngày nó hết. Mà trong cái luật nó có thì phải đem cái cung này, cái cung này, cái kinh này là phải cúng, phải mướn người cúng, với tôi có nồi nồi đây đâu, nó chịu không nổi. Chính mấy ông thầy vô nó thiệt đang ngầm ra cái giỏng nó đưa rồi đó, nó đưa ông thầy chạy liền. Nhưng mà tôi về á thì tôi cũng làm, nó đưa tôi nói thôi ta không cần thì nó đi đó. Mình hiểu được cái thế giới của lời âm thì mình nói đó, nó nghe, còn nó hù cái sợ rồi mà ông kêu ngày mai cúng, ngày mai đưa tiếp. Ông mua đồ ông cúng, ông để trời ông cúng dữ lắm chứ. Rồi ông hỏi tôi về thì ông mới nói, tôi nói tại tôi còn sợ ma nữa, cô hồn tôi còn chưa sợ. Thì chỉ cái đầu, nhưng mà ông sợ, ông dám. Mình nói được mà không dám. Chánh điện này chưa chắc ông thầy nào dám đứng lên cầu mà gõ mỏ tụng kinh 2 tiếng đồng hồ. Nó thiệt kìa, quậy dậy ra. Mà khi mà tôi công bố vị trí rồi mà ông trốn mất hết, tôi hiểu thôi. Rồi tới đây thì nghe, còn không nghe thôi. Khi mà tôi, cái bài mà tôi bữa sáng ăn gì Phật, tối tôi mở suốt liêm để gì? Để cho nó phá cái âm này. Qua bữa sau không đây. Bài kinh ăn gì Phật là xuất bản 2012 đó, tới giờ nay là 19 là 7 năm rồi. Chùa này nó yên ổn được 7 năm rồi. Chứ hồi trước ghê lắm, xung quanh mổ mà không, mồ mả không. Mà hơn nữa những người mà tôi cất rồi người ta tới, ta tham gia, tôi cúng dữ lắm. Chính cái bài cúng mà của cái ông gì mà cúng ở Đức Hòa đó, ở đâu này cúng, tôi cũng phải sợ lắm. Ông thầy Pháp á, nó cúng ông tính là 15 triệu á, mà cũng phải cho chứ gì nói sao vậy? Bởi vì mình chưa tới ngày công bố thì phải, ai làm gì phải làm lấy để chiều người ta. Khi tôi công bố rồi không tốn đồng nào, bắt đầu tôi công bố ra rồi không tốn một đồng nào hết. Hồi trước phải cốn, không cốn được, trời ơi, nó đem giấy tiền vàng mã nó đốt bích trời luôn. Người ta tới rồi không trẻ không cho người ta đốt, thấy không? Mình nói sao rồi tự động nó đi mất hết thôi. Nay nó cũng an ổn được rồi. Ngày 17, từ khi 12 tới giờ nó yên, tới 17 bắt đầu công bố ra là nó mất luôn tới giờ. Rồi hỏi tiếp đi. Bác từng nói người học thiền tông nếu thực hành đúng có thể cải thiện được mệnh. Vậy xin bác cho ví dụ cụ thể rõ ràng cho chúng con dễ hiểu ạ. Bây giờ cái này nó dễ ở chứ không khó. Tất cả con người sống ở đây vì chấp. Mà con người nó tiều tụy là một, thứ hai là nó bệnh hoạn cái chấp của mình. Mình sống mình buông, mình vui vẻ đi. Khoa học nó chứng minh rằng vui vẻ sống hoài không có chết. Mình buồn á, mình buồn là bệnh nó mới ra sinh ra. Giờ đau cái lưng, đau cái tay có chút lên sừng mà tưởng nó trống mà ngày mai nó sưng lên. Mình kệ nó, hờ nó gì hết, lấy dầu tha, nó tưởng mình vui vậy, tự nhiên nó hết. Cái bệnh là do cái âm nó đưa vào. Mà thứ nhất á, bởi vì sao văn học người ta nói sao, nhà mài đứt tay bằng mài đổ ruột. Có chút cái trời ơi, mới đứt cái chút xíu mà chạy kêu xe cứu thương xin lỗi mà mài nó chưa thấy. Là do cái tưởng con người mình sống cách thoải mái và mình hiểu được quy luật vật lý sống khó lắm, khó bệnh lắm. Chỉ có cái bệnh tai nạn thôi, mình đi ẩu nó đụng bệnh gãy giò thôi. Con người ta sống chết vì cái tưởng. Nên nhớ là người lớn tuổi mà khó là với con cháu, cái người nó mau già là mẫu thứ hai, con cháu nó ghét rồi nó bỏ rồi mình cũng buồn đó, buồn riết chết luôn, chết sớm luôn. Còn mình vui vẻ thì đương nhiên theo vật lý mà nó phải sống tư thiên,
thời gian nó kéo dài hơn thôi. Còn không hiểu rồi cái đi cúng thì lên chùa này, cúng lên đình kia, cúng lên miễu cúng là nó sai. Tại ta không hiểu. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Thị Tâm ở Quảng Ninh có hỏi như sau. Công thức là như thế nào ạ? Công thức thì mình nói tiếng Việt Nam gọi là phương pháp. Gọi là phương pháp. Mình làm cái gì? Mình làm cái các cái nhà cũng có công thức, gọi là có cái phương pháp. Gói cái bánh là bất cứ gì cũng có cái công thức, mà gọi là tiếng Việt mình gọi là phương pháp làm. Rồi con hỏi tiếp đi. Đại hải thanh tịnh là gì ạ? Đại là lớn, hải là cái biển, biển lớn thanh tịnh. Đó, cái biển lớn thanh tịnh mà nói rõ là cái biển không sống. Nó có sống là không thanh tịnh. Biển mặt phẳng lì gọi là biển thanh tịnh. Rồi hỏi tiếp. Tại sao lại gọi là kinh vô tự? Kinh là những lời của Đức Phật viết lại. Vô là không, tự là viết. Kinh viết không chữ viết, không hiện ra chữ, gọi là kinh vô tự. Cái kinh vô tự này nó có hai cái loại. Ông Phật cũng giảng có hai cái công thức giảng. Cái kinh này viết cho người sáng mắt đọc, người mù mắt gọi là kinh vô tự. Đó cái là giải thích của ông á, không? Còn một cái riêng có người mà thấy mà nhìn không thấy chữ gọi là kinh vô tự. Thì bây giờ muốn hiểu người nào thì sao? Tất cả những người kinh sách ta viết ra, người không giải mã gọi là người mù chữ. Tất cả những giờ kinh mà bao nhiêu kinh đại thừa tiểu thừa đang phát lưu hành trên này, không ai giải mã được là mấy người đó là mù luôn á. Nếu mù thì ta giải được, thì nó được xếp người đó đọc kinh vô tự. Còn cái loại theo khoa học á, thì kinh vô tự nó viết bằng điện tử. Trong cái sách viết hiện giờ nó đã có, ngày xưa nó vẫn có rồi. Nó hai cái loại mực. Một mực nó viết bằng màu đi ra, một mực nó viết bằng cái màu trắng. Viết cũng cái dòng đó mà nó ra bằng màu trắng, không ai thấy, nó bằng cái nó giống giống như ta dễ vậy, không thấy. Mà muốn coi nó đó phải lấy cái đèn chiếu lên. Đây là cái thuật của quân sự. Muốn gửi một cái tối mật thơ vậy đó, viết bằng kinh vô tự đưa tới đây ra. Ông kia có cái đèn, ông loại đèn ông thấy. À, muốn nói cái gì thôi. Trong quân sự gọi là mật mã. Mật là không thấy, mã là chết. Thì đạo Phật gọi là kinh vô tự, chứ không có lạ gì trời trời. Ai mà ở trong quân đội sẽ khi nào mà phụ trách gì mật mã tự người ta biết. Điểm A gửi qua điểm B, viết gì không biết, không ai thấy. Kẻ mật mở ra không thấy gì đó. Nhưng mà cái ông kia, ông có cái thuật coi đó, ông rọi vô nó hiện cái gì ông ta nói nó biết. À, trên quân đội ta gọi là mật mã, hoặc bên hành chánh cũng thuộc về mật, tối mật. Còn bên đạo gọi là vô tử. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao lại được gọi là giáo lý? Giáo là lời dạy, cái lý là cái lý luận. Lý luận đến vững chắc và chân thật gọi là giáo lý. Nhớ là lý luận vững chắc và chân thật khoa học gọi là giáo lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Tất cả những suy nghĩ, tưởng tượng, hành động của con người là do nhiễm điện từ âm dương lấy từ không gian xuống. Vậy muốn giải thoát ra khỏi nó thì phải làm như thế nào? Bây giờ đó, tất cả những cái gì mà suy nghĩ, hành động nó đều nó động ở trong thế giới này hết. Nó động thì nó mới theo cái quy luật nhân quả. Còn muốn mà thoát ra cái quy luật này, đi tìm cái công thức của nó đi ra. Chứ trong này không có suy nghĩ hành động gì hết, mà tìm được cái công thức đi ra. Giống như mình ở trong cái hàng rào, không có thể chạy ra hàng rào được, mà tìm cái lỗ kẽ của hàng rào chui ra. Đó, phải hiểu cái thiền tông này, tìm cái lỗ kẽ để đi ra. Mà đi ra đừng có hại người, hại mình, hại người khác. Chứ không phải đây được tướng là không phá vật lý đi ra nha. Nhớ là không phá vật lý ra, mà phải tìm cái kẽ hở của vật lý đi ra. Kẻ hở vật lý là cái gì? Là trung tâm vận hành luân hồi. Duy nhất chỉ có cái chỗ này mới ra được thôi. Còn ngoài cái nó quay,
Nên nhớ rằng một cái bóng mà mình quay một cái á, thì cái bóng nó quay, nhưng mà sự thật ở giữa trung tâm đang quay, tìm cái chỗ đó là thì mới ra được. Cái câu hỏi hết ý chưa? Không hết thì lặp lại, thì giải thích tiếp ra. Câu hỏi kế tiếp là người học thiền tông mà không biết giáo lý thì có trở về Phật giới được không? Cái giáo lý á, là để nó nói lại cho cái người sống ở thế gian này. Còn thiền tông bây giờ công bố vị ký là ta công bố con đường về Phật giới rồi, ta đưa lên mạng rồi. Còn giáo lý á, là để dạy những người ở lại mê tín dị đoan cuồng tín gì đó ha, đúng sai quy luật triệt lý. Thì cái giáo lý nó áp dụng cho cái người này. Giáo lý nó áp dụng có hai cái người, là con người mê tín và con người tu sai, trong tôn giáo bị tu sai. Mà cái giáo lý này muốn công bố ra thì phải ở cấp thế giới chứ không phải ở cấp quốc gia làm được. Nó khó lắm. Thành ra 8-9 đời ông Phật trước không có làm được. Thì bây giờ tới thời kỳ tôi muốn nói tất cả gì sự hình thành tôn giáo, hình thành tín ngưỡng, hình thành đạo, cái nào đi đâu tôi nói hết tôi nghe. Để trong vài năm tới là nó kết thúc một cái công bố quyền ký ra. Còn cái công bố giáo lý thì nó thiệt ra bây giờ thì cũng như không hiểu được, đâu không biết, không đoán được. Ông Phật ông nói trước là có được là không, nhưng mà ông cứ nói phổ biến ra đi là thôi, còn cái chuyện được không thì cái chuyện khác. Nhưng mà ông có nói nếu mà không được thì đợi ông A Dật Đa làm tiếp. Thì mình biết rồi, ông A Dật Đa là còn 10.000 năm nữa. Đó, nên nhớ đi, mình sống ra trăm năm đi. Từ khi công bố quyền ký đúng 100 năm sẽ chấm dứt. Rồi sau đó thì nó sẽ chấm dứt cái cuộc gọi là sống ở trên trái đất này như thế nào, là 300 năm sau. Nó phải biết được cái này. Mà bây giờ mình có bổn phận phải nói công bố quyền ký ra và báo biết rằng có cái giáo lý. Ai muốn xuất bản giáo lý này thì gặp tôi. Tôi sẽ tổ chức một cái tuần tự để mà tiếp nhận giáo lý, chứ không phải lợi đưa cái được, không có đâu. Bao nhiêu điều tôi nói, bao nhiêu điều phải làm cho đúng. Xuất bản bao nhiêu, ra bao nhiêu tiếng của thế giới thì mới được. Chứ không phải mà xuất bản tiếng Việt Nam, không, hoàn toàn không được. Rồi hỏi tiếp đi. Vô niệm là gì ạ? Vô là không, niệm là cái khởi niệm á. Cái niệm là cái tưởng của mình á. Mình không tưởng, tiếng Việt Nam mình gọi là không tưởng, không tưởng tượng. Rồi hỏi tiếp đi. Không trà không tâm là uống như thế nào ạ? Không trà, cái này cái câu chuyện của Lục Tổ nói là với vua Võ Tắc Thiên. Khi mà ông Tiết Giảng đến gặp Lục Tổ thì bà Võ Tắc Thiên bà nói là bà lớn á, bà ưa có bệnh. Mà bệnh bả là bệnh gì? Bệnh già với bệnh suy nghĩ. Thì ông Lục Tổ Hoài Nam ông viết câu này: không, khi bà uống trà đó mà không trà không tâm, biết uống là hết bệnh. Có nói câu vậy thôi. Thì bà về bà đọc bà mới ngộ. Bà ngộ cái câu này để tôi giải mã luôn cho. Trà không thật nha, là cái lá cây nó duyên hợp nha. Tâm là cái gì? Tâm là cái suy nghĩ của mình đó, nó phát ra đó. Mà biết uống là gì? Chứ ai biết uống cái này? Là cái ông và đạo nhân vô tu không chứng uống cái này nè. Biết uống cái này hết bệnh liền. Có nghĩa là dẹp bỏ tất cả những kia thì tắc tắng những cái bệnh thân, bệnh tâm hoàn toàn không còn. Vì thế mà bà Võ Tắc Thiên mới ngộ cái này. Vì thế mà bà làm cái câu thơ: tay bưng lấy một tách trà, trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm. Thấy không? Lời thầy dạy rất thâm, hôm nay trẫm thấy bệnh thân không còn, bệnh thân bệnh tâm không còn. Rồi bà ngộ đạo liền. Ông Lục Tổ Huệ Năng xác nhận ngộ đạo rồi, phong thiền tông gia liền, truyền bí mật thiền tông liền cho bà liền, đến triều đình truyền luôn. Trong đầu tiên một vị vua ngộ rất sâu, tuy là cái bài kệ có mấy câu thôi nhưng ngộ rất sâu. Thì dễ thay xong rồi thì Lục Tổ Huệ Năng gọi bà là Phật, là lão Phật gia, chứ không phải là vua.
lão Phật gia Võ Tắc Thiện. Đó, lịch sử nó ghi rất rõ về cái chương trình này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Tổ Long Thọ có viết bộ Đại Trí Độ Luận rất nổi tiếng. Vậy Tổ Long Thọ nhận huyền ký xong mới viết sách này hay là viết sách này rồi mới nhận huyền ký ạ? Nhận huyền ký rồi Tổ Long Thọ mới viết được cái đoạn này. Nhưng mà nên nhớ là ông không có mở được cái giáo lý, thành ra ông không viết được cái chân lý được. Ông viết Trí Độ Luận là viết theo cái phỏng đoán của cái con người tham tình thôi. Có là ông ngộ, là con người ngộ thiền đó, nhưng mà ngộ không sâu. Ngộ nghĩa là ngộ phớt bên ngoài. Thì giống như mình ở đây có nhiều ông ngộ thiền bằng hai chữ thiền tông, cái ruột không ngộ. Ông này cũng nằm ở trong cái dạng này, không bốc được cái ruột thiền tông. Vì ruột thiền tông nó nằm trong quyển giáo lý. Quyển giáo lý suốt 36 ông tổ không ông nào biết. Chỉ có bà Long Nữ bà biết thôi. Tôi cũng may mắn bà quăng lại cho tôi nói lại cho nghe thôi, chứ tôi cũng mù tịch. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, có nhiều đạo do thánh lập ra, nhưng sao có đạo thì ăn chay trường, có đạo thì ăn thịt cá ạ? Vì sao có sự khác biệt này? Đạo nếu lập đạo mà đạo thần thì ăn thịt. Còn đạo mà đạo thánh nó có chia hai cái loại. Đạo thánh thanh tịnh thì nó ăn dai, ăn chay. Còn đạo thánh mà nó ấy thì cũng ăn thịt. Đạo thánh mà gọi đi quậy nó ăn thịt. Bởi vì trong cái cấp bậc thánh đó, nó có bốn cái đẳng cấp thánh chứ không phải nữa. Chứ không phải thánh nào cũng giống thánh nào đó. Nhưng mà khi mà lập cái đạo thì ông, cái ông thánh này ông xưng ông cái gì? Ông xưng cái gì là quan trọng nhất là ông xưng đó. Nếu ông xưng với tính cách quân sự đó, thì tôi gọi là đạo thần. Mà xưng có tính cách cái từ thiện là đạo tiên. Còn xưng tới tính cách rồi kêu mà yếm thế thì đạo thánh. Đạo mà yếm thế là khác nè, đạo mà dũng mãnh nó khác nè, đạo mà thanh cao nó khác, đạo mà vui chơi nó khác, nó khác. Cũng cái đạo mà nó đi theo cái tùy theo cái hoàn cảnh. Vì thế mà mới có cái chuyện mà trong năm non bảy núi người ta, trong năm non mà nói sự thật không, nó mấy cái đạo trong chứ không phải một đâu. Ai có để ý đi vô xuống dưới núi Cấm hoặc Thất Sơn, vô tất cả các nơi đều nó thờ riêng hết. Có nhiều cái chui xuống dưới hang á, nó cũng là đạo ha. Nhưng mà cái này á, nó không có rõ ràng. Nhưng mà tất cả trên thế gian này nó nổi thì nó nổi những cái bài đạo lớn. Hỏi tôi giải thích cho nghe. Còn những cái đạo lặt vặt á, nó là cái đạo tưởng thôi, chứ nó không phải là sự thật. Mà nếu nói về tín thì nó là tín ngưỡng thôi, chứ không phải là đạo. Có nhiều cái tín ngưỡng ở trong bây giờ nhà nước mình đã là 16, 17 cái tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Có nhiều cái nó vơ vẩn lắm, nó không có đúng. Nhưng mà nhà nước, xin nhà nước cho đúng theo quy tắc là nhà nước cho xếp vào cái đạo. Giống như bủ sơn kỳ hương là cái gì? Bủ là chính, sơn là núi, kỳ là kỳ diệu hương. Chính cái núi này nó phát ra những cái mùi hương thì người ta gọi là bủ sơn kỳ hương. Mà cái ai phát trong đó tôi đâu có nói đâu, khi tới nơi tôi sẽ nói. Thấy không? Có bủ sơn kỳ hương cũng là một cái đạo, nhưng mà nó có đạo cái đạo mùi. Để mình thấy gì, nếu mình vô cái đó để làm gì, để hưởng mùi thôi. Bây giờ nó xin lỗi, xuống Sài Gòn á gì dầu thơm vậy đó, mấy chục ngàn mua cái còn thơm hơn cái bủ sơn kỳ hương đó. Quét vô cái mấy chục số nó cũng nghe, đâu có đi xa chứ mệt. Tờ Văn Minh rồi không xài cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Ngày 16 tháng 6 trong vấn đáp bác có nói tánh Phật về Phật giới chỉ vài giây, còn nếu ở lại 8 tiếng là vào dòng tộc chờ 49 ngày, còn đi về cực lạc là 30. Kính mong bác nói rõ phần này hơn ạ. Và trong lời dặn dò cháu thấy người có công đức ít 8 tiếng mới dậy, người có công đức phước đức bằng nhau thì 30 phút mới dậy. Này hỏi tầm bậy. Sáu nẻo luân hồi về Phật giới có mấy giây, còn cực lạc nửa tiếng đi mất rồi, phải không? Ở trong dòng tộc phải 8 tiếng, chứ đâu có nói về cực lạc 8 tiếng. Rồi cực lạc vừa thoát ra thì lực nó bởi vì trong cái này nó dằn co có mấy phút thôi. Ví dụ có cái công đức vô lượng thì thần thả đi ra liền, ông Phật rước mình đi liền thì có mấy giây thôi.
Còn về Cực Lạc thì phải dằn co khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì dằn co là sao? Nó còn cái gia đình rồi còn cái âm ở đây này rồi cũng đi đi được không? Ông thật nói là bây giờ đúng là thì ông mới cho thực thi. Còn bây giờ mấy ông âm ông khiếu nại này, trời ông này ông đâu có khuyến đáng hết đó. Sẽ kéo lại thì dằn co. Thì cái nào mà ưu nhất thì thần thực thi nhân quả thì trong vòng nửa tiếng. Dàn xếp trong vòng nửa tiếng thôi, còn ở trong vòng tộc phải là 8 tiếng. Đây là nói gì 8 tiếng lâu nhất, chứ không phải là 8 tiếng. Nhiều khi ta vô, tôi vô vòng tộc liền, đâu cần người dàn co 8 tiếng. Mình phải hiểu cái này. Rồi ta dàn co này nếu mà nói không, rồi có tôi không vô, vô vòng tộc bây giờ. Tôi vô đó tôi làm người nữa, tôi mở lắm, tôi ra làm cô hồn. Rồi muốn ra thì phải dàn co trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không quá. Bắt buộc 8 tiếng là thần phải thực thi nhân quả. Đi đâu phải nói cho rõ, chứ không phải ngồi dằn co hoài. Đó là người ở trong dòng tộc hoặc là cô hồn phải là 8 tiếng lâu nhất, chứ không phải là 8 tiếng lâu nhất. Ví dụ 5 phút đi, vừa thỏa thuận hai người đụng xe, thỏa thuận 5 phút xong. Còn không thỏa thuận phải cãi, phải đúng 8 tiếng đồng hồ. Rồi cảnh sát lập biên bản, rồi nó mới quyết định được. Nói phải nghe cho rõ, chứ không phải, về Cực Lạc mà 8 tiếng không có đâu. Phải nghe cho rõ, người ta nói gì phải nghe cho rõ. Trời, hỏi tiếp đi. Thưa bác nói tánh Phật vào trái đất, nếu tạo công đức ít quá thì không về Phật giới được. Không lẽ vào đây tạo mà về bên kia chỉ bằng 2-3 cái trứng cá sao? Vậy tại sao lời dặn dò phần 3 bác nói có công đức rất ít, ác đức nhiều, phước đức nhiều được về Phật giới ạ? Cái đức, cái công đức ít là bao nhiêu, không lẽ bằng cái trứng cá? Có nghĩa là nó cũng lớn, nó cũng tương đồng với nhau. Có nghĩa là suốt bao nhiêu rằng đời nó mà tự có chút xíu không ra. Còn bây giờ nó công đức này nó phân ra, thí dụ chẳng hạn 100 điểm này nó chia ra 3 mới là gần to. Chứ giờ có chút xíu mà chia cái gì? Gia tài anh có 1 tỷ anh mới chia, chứ gia tài anh có đồng bạc là chia cái gì? Thấy không? Chia con thì phải 1 tỷ lên, 3 đứa thì đứa 300. Còn này bài tao có hành động thì chia làm sao lại? Thôi khỏi chia, xé tao dục luôn. Mình hiểu thế giới vật lý này. Rồi hết tiếp đi. Vấn đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói bác bỏ tiền ra để mua hạt Minh Châu, mong bác nói rõ hơn phần này ạ. Tôi bỏ đâu? Tôi nói ông Thích Ca bỏ tiền mua hạt Minh Châu, chứ tôi có tờ lúc đó tôi bỏ đâu. Ông Thích Ca chích hạt Minh Châu, ông mua, ông lương lẹo sao đó. Rồi ông đưa Hồng Nghị Dương mới tặng lại. Đây là cái thuật nó thật, cái hạt Minh Châu này không phải là từ đó, mà đã mấy ngàn năm trước nó còn rồi, không biết nó lấy, ông lấy đâu, ông quăng đâu á. Rồi ông đem vào trước khi ông qua đó, ông đi ngựa, ông phơi nắng trên con ngựa đó. Để chi? Để cho cái dương của cái điện từ nó hút vô. Thì bây giờ đó mình mới văn minh rồi, mình mới hiểu cái này. Cái điện thoại mình có gì đâu, mà có điện trọng làm sao? Được phải sạc pin. Mà bây giờ mình không phải sạc bằng cái nhà máy, mà sạc bằng cái năng lượng mặt trời. Bây giờ mình sạc được năng lượng mặt trời, đâu có nhà máy điện đâu, không có. Thì ông kia nó lấy, thì nó để trên cái lưng con ngựa đó. Đi từ ra nó qua đây thì ông nhìn thấy ở trong đó nó có cái tự động đầy hay không, giống như mình cái điện thoại mình giật điện đầy hay là không, sạc lấy bằng năng lượng mặt trời. Thì bây giờ mình đã lấy được năng lượng mặt trời, mình sạc rồi thì cái chuyện này mới công bố ra. Thấy không? Cái hạt Minh Châu chỉ là một cái viên ngọc nó hút điện dương. Vì thế mà nhiều người mà họ sử dụng cái này họ trị bệnh đó. Ha, gọi là đá đó, những cái hòn đá mà nướng ở trong cái mặt trời đó, mình đang đau á, mình đẻ vô nó hết, nó hút ra. Nó âm mà, mình hướng mặt trời nó hút âm ra, tự nó hết đau. Bây giờ gọi là cái đá gì đó, cái đá mà nó đen đen á, thấy không? Đá kia mà nó trị được cái bệnh đau á. Nhưng mà cái đó là cái thuật nhỏ, nó vui chơi thôi. Người ta gọi là, giờ nó bán nó gọi là cái đá gì tùm lum á. Nó nướng, nó để trên cái mặt trời, nó lấy ra. Còn cái lửa không hết bằng cái mặt trời, để nắng thì chút xíu đem vô đắp hết vậy. Nó là nó trị theo vật lý, nó hút âm của vật lý. Nếu khoa học giải thích thì dễ chứ không gì khó hết. Còn cái hạt Minh Châu thì nói thiệt là bây giờ nó vẫn có thiếu gì, nhưng mà tại vì giờ hiện đại quá, xài điện ai ngấy. Chứ ngày xưa đó, tôi nhớ đó, chưa mà điện chưa có đó, người ta đốt liệu bằng gì?
12 giờ trưa nó lấy cái mắt kiến của mình đeo, nó rọi vô trong lửa nó cháy, rồi người ta để liên tục, có cái hộp quẹt gì đâu. À, trời nắng vậy là lấy cái mắt kiến mình đeo mình để vậy là đưa đâu cái đống giấy nó cháy liền, cháy rồi người ta mồi, người ta làm con cuối á. Từ giờ tại vì mình văn minh rồi mình bỏ cái đó, chứ sự thật cái chuyện đó hồi trước năm 45 người ta xài nhiều lắm, thấy không? Rồi ở tiếp đi. Thưa bác, có một số người học thiền tông kết hợp tất cả vấn đáp của bác in ra thành sách tặng nhiều người để có công đức. Việc làm như vậy có giúp ích được người học thiền tông không ạ? Được, cái đó được. Nhưng mà nên nhớ một điều in rồi thôi nha, chứ đừng đi kể công người ta. Nên nhớ in là phát cho người ta, đừng có nói gì hết. Công đức nó vô lúc nào cũng vô kệ nó. Còn đi khoe nó, tôi làm được 10 cuốn, 20 cuốn rồi coi chừng. Nó bồi hết luôn. Cái đó là rất tốt, đó là gọi là truyền bá không ai biết. Rất tốt. Còn truyền bá mà theo cái kiểu hồi nãy đó, gây lộn, thôi đừng, bỏ đi. Truyền bá còn giành giật, thôi đừng, đừng nên làm, tốn tiền uổng lắm. Đừng có đi vô tiền tông cho nó mệt đó. Tất cả tiền tông tạo bằng cái trong sáng. Mình tu thì cố gắng giúp cho mình hiểu, giác tha, tự giác. Rồi mình giúp cho người khác bằng trong sáng, cũng biết như mình, tự giác tha. Nhiều người một đám giác hạnh viên mãn, phải lúc cho đúng. Tuyệt đối đừng có đi gây lộn, buông mà. Thì tông phải buông mà, chứ tại sao mà có chút xíu mà đi kiện tụng tùm lum là la. Mà đây có giải quyết được cái gì đâu. Đây ta chỉ phổ biến ra, anh thích thì theo, không thích thì thôi. Chứ đừng ấy, mình nhớ rằng một điều, mình sống ở đây phải kêu bằng thượng tôn luật pháp. Làm bất cứ gì cũng đừng có làm mất an ninh. Như hồi nãy là xáo trộn, an ninh không được. Đừng có làm như vậy. Đó, mình phải hiểu, mình phải hiểu cái thế giới này. Tất cả những cái gì mà tập hợp đông là nên nhớ là về an ninh là số một. Mình đại diện cho chùa thì phải tuân thủ cái này. Có cái gì xảy ra là không được. Thấy không? Chứ nếu mà cái chùa này mà làm lộn xộn thì đóng cửa lại thì còn ai mà nói được, chỗ đâu mà nói. Cố gắng lại. Tới đây thì tìm cái tinh hoa đạo Phật học để biết, xóa được cái mê tín mình, xóa được bà con dòng họ mình mê tín thôi. Rồi nó lớn nữa thì nó thiệt là làng xóm. Mục đích như vậy thôi, chứ vô đây đừng có hơn thua gì hết. Mấy 10.000 năm mới nói ra một lần thì giờ nói thì cố gắng nghe, để nhiều người cũng biết. Chứ mình vô đây mình phá một cái, nó mất cái chùa này nó mất rồi thì ai nói nữa đây, nơi nào nói. Đó, mình phải hiểu là rất quan trọng. Người ta đã bao mấy chục năm rồi, ta chịu gian khổ để giờ này mới phổ biến được. Thì mình nên cố gắng tiếp sức, đừng có phá hoại cái này. Rồi, câu hỏi tiếp. Người trở về Phật giới có rất nhiều dạng và báo hiệu khác nhau. Bác có thể giải rõ các dạng này để người học thiền có thể nhận biết được không ạ? Cái này không thể nói được. Bây giờ anh có suy nghĩ, có chút xíu này, anh lên xe buýt, bốn người, mỗi người lên bước một kiểu, rồi biểu giải thích làm sao? Chỉ biết đi về thôi, biết lên xe thôi. Người thì biết chân trái, người bước chân phải, người lưu đi được hai chân, rồi một nói chi cái chuyện này nó mệt. Câu hỏi này nó không có kia mà không thuận lý lắm, thôi bỏ đi. Về Phật giới mình có công đức, cái quà tiêu nó khác, nhiều nó khác, ít nó khác. Rồi làm sao mình diễn tả được? Giờ hỏi chứ bóng đèn nè, diễn tả hết bóng đèn ông nội tôi diễn tả không nữa. Cứ suy nghĩ đi, vậy thôi về được là mừng rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người học thiền tông hành đúng lời Phật dạy, vậy thì chết ở độ tuổi nào là chắc chắn ạ? Vì bác có nói học thiền tông hành sai thì hay bị loài thánh hại. Cái này là do cái duyên số mình chứ. Hồi đó lên đây 50 tuổi thì xong rồi. Mà giờ may mắn gặp được thì đúng thì nó sẽ kéo tuổi à. Ha. Đúng thì nó sẽ kéo tuổi, còn không ấy đứng gắt đúng 50 về. Về đi đâu, có công đức thì về, còn không có công đức đi tiếp. Bởi vì cái số của anh là lên đây hưởng dương 50 tuổi, bắt bồm hay chết. Nhưng mà anh đi đâu là cái chuyện khác. Anh có công đức đi về, còn anh có ác đức đi xuống, còn có phước đức đi lên.
có vậy thôi chứ làm sao mà biết được. Còn cái vấn đề mà ví dụ mình tới 50 tuổi mà mình muốn thên thì bắt bằng công đức tạo trong sáng, đức trọng quỷ thần kinh, đức nhiều, ông thần ông nể mình, ông nói thôi tao mày 50 tao cho mày thêm mấy đó, tao không thực thi mày liền. Còn đi làm phước đức tới đó thực thi liền, đúng 50 tuổi thực thi liền, thấy không? Bởi vì cái nhiệm vụ mà tới đây hết rồi, tới 50 tuổi là xong rồi đó. Nhưng mà mày biết rồi tao cho mày, bởi vì cái này là hiếm có lắm, mày tạo ra đi, mày tạo cho càng nhiều thì tao cho mày lên. Ông không thực thi, ông nể mình, ông không thực thi nhân quả của người gọi là ân huệ cho mình đó. Chứ sự thật ông được quyền cái này, được quyền ân huệ. Giống như mấy người mà ở trong khám, trong tù đó, ha. Bây giờ muốn ra tù sớm sao? Thì cái ông quản giáo đó, ông nói, ờ này tốt, này nghèo cho ra số. Bắt buộc ông này ấn định là thi ở 5 năm, nhưng mà ông này nói tốt quá thôi tôi đề nghị còn 4 năm. Thì ông quản giáo được quyền cái này, ông ký, ông chịu trách nhiệm này, ông thần cũng chịu trách nhiệm với cái này. Mình hiểu cái thế giới, vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói muốn vãng sanh tịnh độ thì phải cúng dường bạc tỷ mới về được. Vậy thì người về tịnh độ rất ít, vì đâu có ai cúng dường bạc tỷ nhiều. Người thưa bác, thì nếu không về được thì ở đây làm giàu. Bây giờ nguyên tắc bây giờ nè, bây giờ hỏi cho mình ra công ty du lịch á, nói giờ đi Mỹ 10.000 đô, 25.000 đô rồi đó. Còn đi Phú Quốc 300, đi Hà Nội 800 gì đó. Thì giờ muốn đi du lịch gì? Đủ không? Thì đi Mỹ. Không được thì thôi giờ mày chọn chỗ khác, mày chọn Hà Nội, Hạ Long hay là Bến Tre, Cà Mau gì đó, mày chọn. Chứ bây giờ biểu mày có nhiêu đó mày đòi đi giảng sanh làm sao được? Nó sanh có quy định của nó là bao nhiêu tiền đó nó thì mới đi được. Trời ơi, đi gọi là đi xuất ngoại mà chứ đâu. Đi xuất ngoại là tất nhiên căn bản máy bay là bao nhiêu tiền rồi, qua bến chơi bao nhiêu ngày. Lên đỡ ở 10.000 năm mà không lẽ đi có triệu bạc lên làm 10 vụ ở 10.000 năm ở lên đó chuyện một năm ở bao nhiêu xài bao nhiêu tiền tính đi. Ở Mỹ 10 năm xài bao nhiêu? Thí dụ tôi cho 10.000 đi, một 5.000 đi. Xài có gì 8.000 rồi đi Mỹ thôi, ở đây đi. Đi hai ba tour ở đây cho nó khỏe. Cái lực đây là cái lực vật lý người ta. Chứ đâu phải muốn nơi là cực lạc, Tây phương cực lạc. Tây phương lên đó ở nha, rồi không mấy cả, còn lên đó cực lạc rồi đi nữa, đi vòng hết cái Tây phương đó đó. Gọi là mình ở đây gọi là đi qua Mỹ mà đi hưởng hết 52 tiểu bang Mỹ. Không đi qua, nếu ở bển qua một tiểu bang ở một chỗ thôi, ở một 10 năm vậy, không có tốn nhiều. Qua bển mà đi hết 52 tiểu bang, tính thì một tiểu bang bao nhiêu? Gọi là Tây phương cực lạc lên trời cũng vậy, đi vòng hết. Thì phải có số tiền cho lớn, chứ còn nhỏ nhỏ đừng có đi, đừng có mong. Đừng có nghe lời mấy ông thầy đưa mấy triệu tụng qua bển, đừng có. Ai có đọc cái kinh Trần Nhân Tông không? Năm trước đưa mẹ nó đi đâu lấy trăm quan, năm sau đòi nhiêu, đều tiệm 300 quan, ông Phật. Ông quan phạt 500 quan. Cái gì nó phải ra thế giới vật lý này, anh đi đâu anh phải đúng cái quy tắc đó. Là gì? Bởi vì tôi nói là tất cả gì tôn giáo tín ngưỡng đạo muốn làm cái gì phải cho đúng, nhà nước cho hết, nhà nước không bỏ cái gì, nhưng dưới điều kiện tờ sau cùng anh phải cam kết rằng anh lừa đảo anh ở tù. Rồi tất cả cái câu đó mình ghi vô rồi ai cũng cho đó, mình rõ ràng mình thật thì đâu có sợ, đâu có sợ lừa đảo ai đâu. Còn cái này giảng sanh là phải nên nhớ đâu, giảng sanh Tây phương cực lạc. Còn cái này là nói về cái tôn giáo ấy, cái tính thôi, cái sự thật đó. Cái bài này là để dẫn con người ta trở về Phật giới. Giảng sanh Tây phương tịnh độ trung, củ phẩm liên hoa dị phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Anh ngộ vô sanh là anh về rồi, chứ đâu phải mà đi giảng sanh Tây phương kia. Cái này người ta dạy cho mình trở về Phật giới, mà mình không hiểu mấy ông thầy bác đi Tây phương thì bây giờ phải có tiền. Còn nếu mà về Phật giới không có tiền, có công đức về thôi. Không đồng nào mà chịu khó đi tạo nó ra nhiều công đức thì mình về được. Cái câu này là cái câu quyết định đi về Phật giới, chứ đâu phải mà đi về giảng sanh Tây phương đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong phim Tây Du Ký, khi Tề Thiên bị đè dưới núi Ngũ Hành, Phật có dán lá bùa trên đỉnh núi, vậy lá bùa đó có nghĩa gì ạ?
lá bùa đó là tiền tài danh lợi chứ không có mẹ gì đó. Ngũ hành nó ngũ là đất nước cái lửa nó đè ông bà gì, cái lá bùa đó là tiền tài danh lợi cho ông gì ông Tam Tạng gỡ đó là chữ buông mà, nó bay ra liền. Cái lá bùa đó là buông, chữ buông chứ không có mẹ gì đó. Thì anh buông một cái là anh chăng là liền chăng ra cái tứ đại này liền chứ có gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Tôi đọc trong sách của thầy Nhân có nói Phật tánh vì ham muốn có kim thân Phật lớn nên mới tìm đường vào tam giới tạo công đức để mang về Phật giới. Vậy ham muốn của tánh Phật này với ham muốn của tánh người có giống hay khác nhau gì không? Nhờ bác phân tích rõ hơn ạ. Dạ không, giống y chang. Ham muốn cất cái nhà cũng là ham muốn, mà ham muốn tạo công đức cũng là ham muốn, nhưng mà cái đường đi nó khác. Ham muốn cất cái nhà để có cái nhà, ham muốn về Phật giới thì để biết con đường về Phật giới cũng là ham muốn con người. Tất cả trong đây này sống theo nhân quả. Bất cứ ham muốn giết người cũng là nhân quả âm, ham muốn giảng sanh là ham muốn giảng sự dương, mà muốn về Phật giới gọi là ham muốn vượt thoát ra ngoài sinh tử luân hồi cũng là ham muốn. Tất cả con người ta phải sử dụng ham muốn để giải quyết vấn đề trong thế giới này. Rồi con hỏi tiếp. Trong sách bác có viết Phật tánh bao gồm vỏ bọc điện từ quang, bao bọc cái ý, trong ý chỉ có bốn thứ là thấy, nghe, nói, biết. Như vậy cái ham muốn có kim thân Phật lớn của Phật tánh là sao? Cái đấy là cái vọng tưởng của nó thôi. Cái tưởng ở trong nó thấy, nó so sánh vậy thôi. Nó là cái ham muốn, tự nhiên là ham muốn của mặt trăng thứ hai đó. Thấy không? Nó nằm ở trong cái thanh tịnh vậy không? Còn đi qua, thoát qua cái mặt trăng thứ ba là ham muốn để thu lợi đó. Thì nó bị nhân quả thôi. Tất cả ham muốn còn nằm trong phạm vi mặt trăng thứ hai hoàn toàn không nhân quả. Đi qua mặt trăng thứ ba mới bị nhân quả mà thôi. Phải hiểu thế giới vật lý này. Nhân quả nó nằm trong thế giới vật lý. Còn cái ham muốn mà của cái tánh thanh tịnh nó không phải vật lý. Nó vẫn có ham muốn nhưng mà nó nằm ở trong cái mặt trăng thứ hai. Gọi là ham muốn trong thanh tịnh. Thì ở trong thế giới này không có ham muốn thanh tịnh được. Trong thế giới này ham muốn thanh tịnh nó lạc vào cái thanh tịnh của cái sức nén của vật lý. Nó trở thành là A-la-hán, thành bất động. Vì thế mà ông thanh sĩ, ông có làm cái bài cơ, bài thơ mà ông ngộ thiền thanh sĩ, là ông ham muốn trong cái thế giới vật lý này. Ông không hiểu, không hiểu. Mà ông tưởng là, ông nói là tất cả những người tu phải mà tâm trí vào vô một chủng rồi nó mới sanh ra vào cái thanh tịnh. Ông nói rất đúng, nói rất đúng của A-la-hán. Vì thế mà ông nói là vào đó sẽ phát ra cái đạo minh là cái đạo sáng. Đạo sáng này thì Đức Phật gọi là cái đạo quá thành ở trong thế gian này thôi. Nó không phải làm cái bằng sự thật. Cái đây là quá thành. Gọi là ở ngoài thì chuyên môn gọi là Niết Bàn quá thành. Niết Bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh quá thành mà có, chứ không phải Niết Bàn tự nhiên. Niết Bàn tự nhiên ở bên Phật giới gọi là Niết Bàn bảo sở. Nó chân thật như vậy thôi. Còn bên đây là Niết Bàn quá thành. Niết Bàn bảo sở là bên Phật giới. Niết Bàn thanh tịnh là bên tam giới hoặc là trái đất. Rồi con hỏi tiếp. Cái ham muốn nó xuất phát từ đâu? Nếu Phật tánh có ham muốn như vậy, trong Phật tánh có phải có sẵn tánh tham giống tánh người không? Ta nói Phật cũng có ham chứ phải, nhưng mà ở trong thanh tịnh làm sao nó không có quy luật vật lý thôi. Nó phát xứ là do cái tưởng. Ông Phật, bởi ông Phật trong cái ý ông có cái tưởng, nhưng mà ta không có nói được trong này, ở trong đó ta không xài cái tưởng. Mà vô đây nó mới xài cái tưởng của vật lý. Thấy không? Bên kia vẫn ham muốn chứ không không. À bây giờ ham muốn thì từ đây tôi muốn qua bên cái tam giới khác, cái càn khôn vũ của cái tam thiên đại thiên giác. Ông ham muốn mới đi chứ. Chứ không đi, nhưng mà trong đó nó đi trong cái quy luật không có bị cuốn hút. Còn đây nó đi trong cái quy luật cuốn hút của vật lý. Thành ra nó khó thoát. Là nó phân tích chỗ này thôi. Bởi vì trong kinh nó thường thường là cái ly nước trong có quậy cỡ nào nó không có trâu, nó không có đục. Còn cái ly nước đục quậy nó đục liền. Thì cũng cái nước, nhưng mà này nước nó ở trong vật lý thì nó tạo thành âm dương. Còn cái nước mà ở trong không phi vật lý thì nó không tạo âm dương. Nó có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Nếu Phật tánh chỉ có thấy, nghe, nói, biết mà không có cảm xúc, suy nghĩ, vậy thì Phật tánh có khác gì cây cối, gỗ đá không ạ?
Cây cỏ đá là nó vô tri, còn này ta vô có hữu tri làm sao cây cỏ được. Như vậy, cái cây cỏ là vô tri mình phải hiểu. Còn bên đây là ta hữu tri, hữu tri thanh tịnh Phật tánh. Còn ở bên tánh người hữu tri cuốn hút vật lý đi theo quy luật đó. Mình phải hiểu. Bây giờ mình sống ở đây thì gọi là thế giới tam giới vật lý. Ở đây bất cứ ai làm gì nó cũng quay hết, không cách nào thoát được mà đi qua bên kia. Bởi vì tôi nói trong cái ly nước trong quay cỡ nào, quay cỡ nào không thua hết. Còn ly nước đục đụng tới là đục liền. Phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này thì mới hiểu cái thiền tông được. Rồi anh hỏi đó là cái anh hỏi anh ở vị trí nào, vị trí tam giới, vị trí tam giới mà cõi trời nào. Cũng như mình ở đây, mình là con người. Anh là người Việt Nam thì biết anh là Việt Nam Đông Nam Á đó, con người đen thui phi châu á, con người trắng bóc phi Bắc Cực á. Nó rõ ràng nó từ vị trí của nó, từ cái thổ địa mà nó sanh ra, cái bản chất, cái vỏ bọc của con người. Tại sao bên phi châu nó sanh ra nó đen? Tại nó lục địa đen. Thì tại cái gốc nó phải chịu vậy. Giờ anh ở đây ra Việt Nam qua mấy đời nó cũng đen thui vậy. À. Còn mà phi châu qua đây ở mấy đời nó cũng từ từ trắng lên. Rồi hỏi tiếp đi. Giúp người biết pháp môn thiền tông, ban đầu họ rất thích và thực hành theo, về sau họ không theo, vậy mình có công đức không? Cái lúc nào nó theo là có công đức, còn nó không theo chuyển của ta. Có nghĩa là anh cho người ta ăn, người ta no rồi anh có rồi, có cái công đức của nó rồi. Còn sao ăn kệ ta. Có nghĩa là con làm lúc nào không có cái đó đấy. Có nghĩa là con lãnh lương rồi, một ngày lãnh 100 ngàn, ngày nào lãnh bò túi ngày đó, ngày sau không làm kệ đó. Bởi vì tôi làm thực tế mà. Rồi hỏi tiếp. Người tạo công đức nhiều và trong sáng có bị loài thần cản trở và phần âm theo phá hại mình không ạ? Tạo công đức á thì loài thần chắc chắn là mình còn sống là ông phải bôi. Còn cái chuyện mà mình có công đức á là thánh không biết đâu. Dù có biết cũng coi mình con người bình thường thôi. Nhưng mà thần thực thi nhân quả, sau khi mình bỏ xác thân này ông thực thi nhân quả. Nếu mình sáng thì ông cho mình về, còn nếu mình không sáng thì đi theo cái nhân quả của mình tạo. Còn cái lời thánh á, ăn theo vừa thần bỏ ra. Bởi vì mình mới chết á, thần báo mình giết, mà khi sau chết rồi là tòa thánh kèm mình. Sợ nhất là thánh kèm mình là ai. Sau khi chết, nhiệm vụ thánh phải theo dõi cái này. Mục đích là gì? Dụ ở lại thôi chứ không có gì đợi á. Đó, dụ mình ở lại. Nhiệm vụ thần sau đó mà dụ không được, thần thực thi nhân quả. Chứ còn nếu mà giờ xong rồi con đi theo thánh rồi là ông thần bỏ luôn, cho mình đi luôn á. Vô cái loại đó mà. Vô cái loại đó là loài không nhân không quả. Bây giờ nguyên tắc tất cả tôi không muốn luân hồi, nhào vô đó liền. Bây giờ đó thí dụ lên tới đi thì mình có giảng sanh cõi trời thì không chịu đi. Ông thần không chịu đi thôi, giao cho thánh dẫn vô cái dụng của ông. Nguyên tắc thế giới này là vậy. Bởi vì cái nhiệm vụ thánh thần là cái gì? Thực thi nhân quả. Anh không muốn cho tôi thực thi, đi đâu đi, đi cái vô chỗ nào không nhân quả thì anh vô, thì ông thánh rước mình thôi. Vô dòng tộc không được nè. Vô nhân quả là anh phải có cái đủ tư cách vô, làm vợ chồng con cái gì mới vô được. Cho anh vô mà lang thang rồi ai cho anh nhập thai? Giống như là vô nhà không cho đóng cửa, không cho vô rồi đi đâu, bắt buộc phải đi ra ngoài, ra ngoài cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp. Một người biết và thực hành đúng pháp môn thiền tông, bị người khác dùng bùa chú trù yếm thì có nguy hại đến người tu thiền tông này không? Tùy theo cái ông đó mạnh hay yếu. Bây giờ tôi nói nè, tất cả những người mình làm mít lòng cho người ta đó thì ăn thua cái đẳng cấp của người ta. Người ta đang thờ cái miễu đó, mình vô mình độ người ta thì với cái đẳng cấp cái con gọi là thần thừa hành, cô hồn thừa hành đó, thì nó sợ mình ở cô hồn, mà cô hồn trưởng dùng đó còn lâu nó bóp cổ mình luôn. Đâu có duyên dữ. Mình đi ra đời như vậy đi, thấy thằng đó nó giật kêu bằng nó có 1.5 thước, mình 2 thước mình đánh hạ nữa, chứ mở thằng 3 thước nó đánh chết mình luôn á.
quan trọng nhất là đừng có chọc tới mấy ông thánh, thánh làm gì làm, nhưng mà có cách trừ ông thánh chứ phải không, nhưng mà tôi không nói, có cách trừ ổng. Chứ còn chuyện tôi xin lỗi nhập vong mỗi đó, chuyện nhỏ đối với thiền tông thôi, có tốn đồng nào đó. Mà biểu ông vô, ông không vô được. Rồi hỏi đi, cái này nó đi khác. Gia đình tôi làm thầy và tôi là người được ông bà chọn để kế thừa, nếu tôi tu thiền tông có nguy hại gì không? Chết luôn. Ông trời, cái dòng họ mình làm thầy và ở đây vô thiền tông, nó không đốt nhà mình thôi. Chết luôn, thôi đừng làm thầy, thôi đừng có vô đây, đừng có chơi cái kiểu mà hai chẳng không được đâu. Bên nào bên thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Ông thần quản lý có hình tướng, trang phục màu sắc độ cao lớn trông thế nào để khi mất thân ở trường hợp gặp ông thần định hình trước không bỡ ngỡ khi đối mặt? Giờ muốn biết không? Tôi chỉ cách ngồi thiền là thấy ổng, chứ tôi không chỉ. Chứ bây giờ hỏi cái bóng đó làm sao? Tôi thấy nhưng mà làm sao tôi diễn tả được? Muốn ấy tôi chỉ cách cho hạ xuống để nhìn thấy ông thần. Tôi nhớ là thần thấy rồi có chừng. Thấy không? Chứ làm sao diễn tả? Bây giờ đó, cái con người mù mắt đi, rồi người ta hỏi với cái ông đó cái hình dáng sao, rồi con suy nghĩ con tả làm sao cho cái người mù mắt thấy. Thế chỉ cũng tưởng tượng ra thôi. Thấy không? Không lên, cái này không lên. Còn muốn thấy, tôi chỉ cách cho tu hạ xuống thấy liền, 5 phút sau thấy liền. Nhưng mà nên nhớ, thấy rồi khó mà thoát ra lắm. Thấy không? Ngày nào ông cũng tới nhà thăm giá mồm. Rồi hỏi tiếp đi. Cảm giác rơi chung ấm thân khi rơi có thấy cảnh của trái đất không? Nói ta nói rồi, rơi mà dâng ra mà sao dâng thấy mất đầu núi sông hồ thì được thấy. Còn nếu mà dâng ra mà cái thấy hoài thì coi chừng đi vòng tròn. À, nó đi vòng tròn mấy giây nó đi một vòng treo quanh trái đất luôn á. Chứ không phải như phi hành gia đi hơn 4 tiếng đồng hồ đâu. Đây mấy giây nào đi một vòng trái đất luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Mắt chung ấm thân là mắt gì? Có phải mắt điện tử không? Cái thấy của chung ấm thân như thế nào? Mắt chung thân bây giờ mình ở đây là mình cũng là thấy bằng chung ấm thân, nhưng mà nó bao bởi một cái lớp thịt gọi là mắt thịt con người. Khi mắt thịt con người hoặc là chung ấm thân, nó cấu tạo bằng điện từ âm dương ở đây, nó thấy qua truyền duy với tường luôn, không phản vật lý. Chung ấm thân đi qua cái đóng cửa sổ rồi nó hết, nó ra đi ra diễn như chơi. Thì giống như bây giờ cái điện thoại mình đóng hết thì mình đây là alo, nó bay ra ngoài dễ ở. Nó vậy, nó ra vô là chuyện. Trong trái đất này tứ đại thì nó cản bằng vật lý, còn đi ra ngoài không cản vật lý. Điện từ quang nó không cản bằng vật lý được. Vì thế nó mới đi đâu cũng đi, nó tới đâu, đầu núi. Từ đây qua Mỹ ra năm, mình nói 5 giây nó lâu, 1 giây lâu chứ thực. Bên kia alo, bên đây nghe liền được. Bây giờ ai biết nè, coi cái mạng thiền tông này, ở đây vừa phát ra, nó phát đi rồi nó trở lại thì tôi vừa hổm tôi đếm á, mười hai tiếng thì nó đi ra tới cái chỗ cái máy đó, rồi 12 tiếng nó trở lại đây, đếm 1, 2, 3, 4, nó đếm mình đếm vậy rồi mình biết được cái dây. Nó đi bằng tốc độ đó, mà cái máy chủ nó nằm ở đâu, mình phải biết cái máy chủ nằm chỗ nào, chứ đâu phải nó đến cái máy chủ, rồi máy chủ nó phát về cái máy phụ nó mới đến đây, nó đi vậy đó. Thấy không? Có nghĩa là máy chủ nó đặt ở Mỹ, nó đi nửa vòng trái đất mà đi vậy đó, mới có mấy tiếng mà đi vậy. Thì mình biết từ cái số nó sẽ bao nhiêu, mình đo bằng cái cách này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong thân nhiều vi khuẩn và nhiều loài ký sinh, vậy cơ thể con người là tổng hợp rất nhiều sự sống. Các loài ký sinh có duyên nợ thế nào với chủ thể thân người? Thôi vi trùng kể nó. Vi trùng kể nó bảo rồi, phân tích tới vi trùng nữa thì có mệt lắm. Mình lo hiện tại đi. Tất cả những cái bây giờ trong không gian này, con người mình trầy ra một cái hàng triệu con vi trùng lắm đó. Một châu thân mình có tỷ vi trùng, tôi nói vậy. Làm gì? Đó là cái là thừa của cái cuộc là gọi là luân hồi đó. Nó điện từ là có sự sống, tức như có tánh Phật trong đó. Con vi trùng nó trên lẩu, con vi trùng còn lớn hơn cái tánh Phật luôn á. Con vi trùng mình rọi còn thấy nha. Cái tánh Phật rọi không thấy, nó là thấy đúng sáng. Nếu mà đúng rồi, máy mà khuếch đại lên 1 triệu lần nhìn thấy cái tánh Phật có đúng sáng. Mà nó có khủng khiếp như vậy á. Vì thế mà trong kinh nó nói là
Một kêu bằng một hạt, một cái hạt di trần đập trong hạt di trần, lấy ra một kinh, quyển kinh đầy đủ tam thiên đại thiên thế giới, khủng khiếp không? Thí dụ đó mà bây giờ thời khoa học mình nói thì người ta mới hiểu. Chứ ngày xưa mà hạt bụi mà đập ra lấy quyển kinh tam thiên đại thiên thế giới ai tin? Mà bây giờ mình thấy rõ không? Ở đây chỉ nhấn một cái nút nhỏ cả thế giới biết hết luôn. Nó khủng khiếp vậy đó. Như thế mà Phật nói là Phật trùng khắp mọi nơi. Có nghĩa là trong cái vũ trụ này, trong cái tam giới này, trong cái Phật giới này thôi, ở trong cái bầu hoàng đạo một này, trong cái thế giới này thôi, chỗ nào cũng có hình ảnh hết. Nếu con người đi vào được trong không gian rồi đó, ai bây giờ thí dụ mình ngồi đây mình nói bên Mỹ nó nghe, chỗ nào nghe, bên Nga, bên Tàu, bên Trung Quốc cũng nghe hết, bên Pháp nó nghe, là không trùng khắp gì nữa. Bây giờ mình nói ở đây những tiếng nói này là nó bủa vào trong cái thiền, trong cái điện từ, mà bây giờ văn minh rồi nó mới làm được cái này, chứ hồi xưa chưa văn minh thì không làm được. Nhưng mà ông Phật ông biết về sao sẽ làm được cái này thì ông mới nói. Vì thế mà bây giờ này mình nói đây, chứ bây giờ ở bên Pháp, bên Mỹ nó nghe thì không trùng khắp là gì nữa. Thì ông Phật cũng vậy. Vì mời tôi nói là Phật mình ở đây hiện giờ công bố quyền ký ra, Phật nhân thành Phật rất nhiều. Phật nhân thôi à, cái là nhà ông Phật bằng người vậy, nhiều. Thì ai cũng tánh, giờ mình biết rồi, hồi đó mình không biết tánh Phật, giờ mình biết là mình sinh Phật chứ còn gì nữa. Mà giờ ở đâu không biết mình đó, rồi còn cái Phật mà kim thân nó nằm ở bên kia, mình phải tạo công đức đi ra. Như tôi chắc không lẽ vài năm nữa mới đi, còn mấy gì thì còn hơi lâu. Rồi hỏi tiếp đi. Kích cỡ hoa tiêu so với một chuông ấm thân là như thế nào? Trời ơi, ta biểu đồ bằng nguyên tử. Bây giờ một cái bóng đèn nó dụ nó có một vuông thôi. Bây giờ đó, nếu mà nó tùy theo cái sức chiếu của nó, nó chiếu về mặt phẳng á, thì nó rất lớn, còn nó chiếu cái mặt ngang thấy có chút xíu thì làm sao hoa tiêu nó đi, nó cũng đâu phải là luôn, nó làm cái vòng tròn đi, nó đi theo cái, nếu mà nó mở hết ra đó thì nó làm cái cảnh sáng, còn nếu mà nó đi theo cái cạnh hẹp thì nó thì một cái dệt thôi, thật do có cái sự nhìn của mình. Thì thế mà nó đi tỏa ánh sáng hết, hoặc là nó nghiêng thì nó nhỏ lại, hoặc là nó đi nó cóm lại, nó thành là có một điểm sáng thôi, thì mình làm sao diễn tả được. Mà tùy theo cái lúc mà hoa tiêu nó vẫn tùy theo cái lúc mà cái trái đất nữa. Trái đất nó đi theo cái chiều nào, để chi nó đi ra đó nó nhanh, và đồng thời nó đón được cái trái đất này, nó đón được trái đất để mà trở lại cái trung tâm vận hành luân hồi. Thì cái hoa tiêu này không thể diễn tả bằng một cái ổn sáng được, mà nó đi theo cái chu kỳ hình học của nó. Thì lúc đó thì mình làm sao mình biết được? Thì mình chỉ có biết rằng đầu tiên ổng sẽ xuất hiện cái hoa tiêu tròn, rồi đầu ổng dẫn mình đi bằng một cách gì đó, thì tùy theo mình ra đó thì ổng nói cho mình nghe cái gì đấy. Bởi vì Phật và tiếng nói sẽ đi kèm theo, bởi vì đó là chân tánh theo Phật khắp nơi. Mà ổng làm hoa tiêu rồi, đồng ý thơ thì hoa tiêu nói cái gì rồi mình theo cái hoa tiêu mình đi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp nè. Có một vị Phật tử Thiền Tông vừa mất ở tuổi 72. Người này trường trai được 40 năm. Khi còn sống không theo một tôn giáo nào, theo đạo ông bà cha mẹ, thỉnh thoảng thì có đi chùa và làm phước. Khi còn trẻ, người này hành nghề là bán hủ tiếu thịt. Trước khi mất 2 năm, người này có duyên biết được Thiền Tông và đạt được yếu chỉ Thiền Tông. Hằng ngày người này chăm chỉ nghe máy Thiền Tông và có từng đọc bài dặn dò dành cho người đạt bí mật Thiền Tông, hiểu rõ về chữ buông của Thiền Tông, nhưng không tạo được nhiều công đức. Khi bị bệnh nặng, trước khi mất, Phật tử Thiền Tông này liên tục thấy cảnh sắc như là sắc thịt, nhưng mà hiện ra, nhưng mà người này không sợ. Sau đó thấy hình ảnh chồng và cha mẹ hai bên đến kêu mà người này không đi, nhưng người này cũng không theo. Và vài ngày sau đó, người này thấy quang cảnh toàn màu trắng và đèn sáng trưng rất đẹp, nhưng người này cũng không vào nơi đó. Khi nằm trên giường bệnh, người này được người nhà nhắc nhở chữ buông, thấy bất cứ hình ảnh nào cũng không theo. Và khi nào thấy bầu tròn vàng sáng rực thì mới theo. Khi gần mất thân,
người này đau đớn, nước mắt rơi, nói với người nhà và nhìn mọi người xung quanh. Người em Hiểu Thiền Tông kề bên lỗ tai nói: đây là quy luật vật lý, chị hiểu rồi, đừng sợ, hãy buông đi. Và sau khi nghe câu này, người này từ từ yếu dần và hước lên ba cái và gùng mình. Sau đó Phật tử Thiền Tông này tắt thở. Không khí lúc ấy người nhà cũng không quá đau buồn. Vậy theo Thiền Tông, người này có về được Phật giới hay không? Được, được, người này về được. Về này là 99% về được. Mà ta chưa có nghe hiểu được là cái công đức tạo như thế nào. Nhưng mà người này được về, chắc chắn được về. Nhưng mà còn thiếu kể một cái chuyện mà có tạo công đức như thế nào, kể một hai điểm tôi sẽ đánh giá được. À, nhưng mà cái căn bản thì đã về được, có nghĩa là tất cả thế giới vật lý dẹp được rồi, người này dẹp được. Nhưng mà còn cái khối hành trang mà mang về này, không biết có là không, sợ nó lạc thôi. À, bởi vì tôi đánh giá là 99% nó về được, nhưng mà còn 1% sợ nó lạc vào cái chỗ nào á, bởi vì nó ít quá. Chứ nếu mà trường hợp mà diễn tả lại một hai trường hợp tạo công đức, tôi sẽ nói là nó chính xác 100%. Thì thôi bây giờ cũng chúc mừng đi, nhưng giờ nó đã qua rồi thì thôi, mình lấy những cái này là kinh nghiệm cho những người còn sống lại, để về sau mà trở về Phật giới. Quan trọng nhất là cái bài dặn dò phải vô cho kỹ về cái tạo công đức. Nên nhớ rằng hiện giờ mình tạo công đức cách bình thường, đừng có nhiệt tình quá. Mình làm sao mà có thôi, ít nhiều cũng được, thoát ra quy luật vật lý này để trở về có thể làm Phật con của mình sao. Qua đây giờ làm Phật, ông mà giàu cỡ nào, nó xin lỗi mẹ các nhà 100 tầng, mà khi ngày mai chết rồi, ông sẽ thấy cái khủng khiếp của cái từ bỏ vật lý này. Mình tưởng đâu xin lỗi, mình tưởng đâu mình làm vua rồi, rồi mình chết là sướng, còn lâu. Nó còn khổ 1000 lần cái ông nông dân. Bởi vì sao? Gian sơn để lại mà, rồi biết sao đây? Theo quy luật nhân quả, anh làm vô đây đi, vô đây làm sao đây? Mình đừng có tưởng là mình mấy ông mà giàu cần giàu, còn chết, chết còn khổ, còn thảm xương luôn. Người ta không nói ra chứ sự thật, bức rứt lắm, phải dễ là muốn thoát ra quy luật này khó. Thì mình kinh nghiệm mấy cái nghề này cũng là tốt, nhưng mà bây giờ nó đã qua rồi thì thôi, chứ nếu mà kể đúng là một chút xíu tôi đánh giá được. Nhưng mà tôi chắc chắn là người này đã đạt được cái đảnh cảnh đó rồi, chắc chắn là 99% về được. Sợ sót một cái thôi mà không biết cái gì đó, mà dường như không sót được cái này, mới không có diễn tả đúng là cái thời buổi sinh thời của người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật gia Đỗ Thị Thanh Bình ở Bình Dương có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là giáo đoàn Đạo Giác Ngộ, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra vào thời gian nào? Khi mà ông ngộ đạo rồi đó, ông đổ năm anh kêu Trừng Như là cái đầu tiên với 4 người bạn đầu tư là giáo đoàn. Có mấy ngày sau thôi, là trong đúng 1 tuần sau thì danh xưng Thế Tôn được xuất hiện ra, là do 9 người này. Mà 9 người này chính là những vị đi theo ổng thành lập giáo đoàn đạo Phật. Nha, trong đúng 1 tuần sau khi mà ổng tuyên bố thành Phật rồi thì ổng mới hội tụ 9 anh em lại, Kiều Trần Như lại với mấy người bạn đồng tu là 9 người, thì ổng mới thành lập giáo đoàn. Từ lúc đó danh từ Đức Thế Tôn được xướng đầu tiên ở thế giới này. Rồi con hỏi tiếp. Vậy mục đích và tôn chỉ của giáo đoàn Đạo Giác Ngộ lúc đó là như thế nào? Thì đầu tiên thì ông thuyết cái bài pháp Bụi Trần. Ông phân tích tánh Phật nó vậy, Bụi Trần nó vậy, không gian nó là vậy, thì cho biết căn bản thì thôi, rồi bắt đầu ông mới đi vào trong cái tu vật lý. Thì ông cũng nói mấy người kia, nhưng mà khi mà thành lập giáo đoàn mấy 9 người này là ổng về riêng, dẫn riêng về cái vấn đề thiền, vấn đề giải thoát. Còn trong cái vật lý hoàn toàn không dạy, vì đâu nó ra đó mà. Thì để xứng đáng trong hồi ngũ giáo đoàn thì ông phải dạy cái căn bản về trái đất này. Đó. Nhưng mà ban đầu dạy cũng không có nhiều đâu, thì dạy căn bản để mà biết, để đi theo cái quy luật này thôi.
Còn chánh thức mà dạo giải thoát nó không dạy trong thi, trong thời đó, mà chánh thức dạy cho Long Nữ công bố ra. Cái này ra ra là phải công bố đi theo tuần tự. Vì thế mà muốn đi giải giải đáp cái này, chỉ bằng dạy cái này phải đi tuần tự. Đi tuần tự mới thành quả thành công được. Còn nếu đi sai một cái là trật, không được, không cách nào thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. À, nước Việt Nam ta vinh dự được 3 lần đăng cai tổ chức đại lễ Vê Sắc. Xin bác cho biết cốt lõi tinh hoa đạo Phật thể hiện trong đại lễ Vê Sắc là những gì ạ? Ba lần đại lễ Vê Sắc ở Việt Nam tôi hoàn toàn tôi không thấy. Mà chỉ đến kể lịch sử Việt Nam được gia nhập, được Liên Hợp Quốc công nhận ngày nào thôi. Và công nhận đạo Phật là tinh hoa nhân loại ngày nào. Nhưng mà tôi không nghe nói cái tinh hoa là cái gì. Mình á, là hồi trước á, thì cũng có người nói là tôi gửi những cái thơ mà người ta gọi là thông điệp. Nó không phải cái mình gửi thơ, tôi nói cái chuyện này đâu phải của mình. Mình lo chuyện mình chưa xong ở nhà, mình chưa xong rồi mà đi lo ai giờ. Thì bây giờ đó, nó đúng ra cái Vi Sắc á, thường thường đó là tổ chức quốc tế nó họp để nói về tinh hoa đạo Phật. Nhưng mà ba lần họp tại Việt Nam không có, không thấy có cái tinh hoa nói ra. Mà tôi chỉ thấy cúng tụng thôi à, hoặc đọc chiến văn rồi khen ngợi nhau thôi. Hoàn toàn tinh hoa chưa nghe xuất hiện trong cái Vi Sắc. Thì cái phần này thì anh em nào mà có khả năng viết tiếng Anh đưa lại cho Liên Quốc, đưa thẳng Liên Hiệp Quốc. Mấy ông đến đây, đến Việt Nam nói về tinh hoa đạo Phật sao tôi không thấy, không nghe là cái gì. Xin quý sư phụ cho biết, cho con biết, viết bằng tiếng Anh. Xin hồi báo lại nhà tôi số mấy, tên gì, điện thoại số mấy. Đó, thì tinh hoa nó sẽ nở. Còn nếu bằng không làm cái này, tinh hoa không nở. Viết trực tiếp đến Liên Hiệp Quốc. Bây giờ viết không, dễ ở, lên Google đánh Liên Hiệp Quốc bao nhiêu, số mấy, New York, rồi. Dễ ở. Tôi từng qua bển, tôi đã đến văn phòng luôn. Nhưng mà đến chơi thôi, chứ có biết cái gì đâu. À, trong vô Liên Hợp Quốc thì nó có hai cái dãy cờ, trong có nước Việt Nam mình 190 mấy nước rồi. Ở trong cái phòng thì có cái tất cả các đời tổng thư ký lưu hình ảnh trong đó, ông nào làm năm nào tới năm nào. Rồi Liên Hợp Quốc là cái gì? Là cái nơi tổ chức an ninh xã hội à, an ninh xã hội là cái chủ trương của ông á, mà cái an ninh đặt vào hàng đầu ha. Thành ra cái xã hội nó văn hóa xã hội, nó ba cái giấy văn hóa xã hội an ninh, nhưng mà cái an ninh nó đặt hàng đầu. Chính tổng thư ký là người thực thi luật an ninh này dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đó. Trong đó nó có cái UNESCO, là nó có nằm ở trong cái này nó, của mình nó nằm trong UNESCO á. Thì ai muốn hỏi phải vô này hỏi, rồi người ta nói trong cái Phật giáo nó nằm ở trong cái UNESCO á. Đó, nên muốn hỏi thì phải nói biên thơ hỏi vậy chứ. Ba lần ông tổ chức Việt Nam, tinh hoa đạo Phật là gì nói cho con biết, nói bằng tiếng Anh. Còn nếu mà mình không có khả năng tiếng Anh thì tôi dễ về gửi cho Bộ Giáo dục á, Bộ Ngoại giao mình nhờ gửi cho Liên Hợp Quốc bằng, rồi ở Bộ Ngoại giao người ta sẽ dịch ra tiếng Anh cho mình. Mình có yêu cầu người ta làm. Bây giờ muốn tìm địa chỉ dễ ở, đưa Google Bộ Ngoại giao dễ ở, hiện ra số mấy, rồi mình liên lạc ai đó. Muốn hỏi là hỏi trực tiếp, đi vào chiều sâu. Mình thắc mắc về cái vấn đề mà tinh hoa đạo Phật, ông đến đây ông tổ chức tinh hoa cái gì, ông cho tôi nghe nói. Mình được quyền công dân, mình được quyền hỏi vậy, hỏi cách bình thường, người ta sẽ trả lời cho mình. Rồi, hỏi tiếp đi. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp lần thứ 54 ngày 15 tháng 12 năm 1999 đã thông qua nghị quyết công nhận Phật giáo là một tôn giáo tiêu biểu nhất, là tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Vậy đặc điểm tiêu biểu của Phật giáo so với các tôn giáo khác là như thế nào? Các tôn giáo khác á, thì Liên Quốc nó nghiên cứu như này. Nó, tất cả các tôn giáo á, thì nó nghiêng về tâm linh, mà người ta gọi là vô vi á.
đặc biệt có cái Phật giáo vô vi có và hữu vi có. Mà trong cái hữu vi này nó nói đến chân thật về sự thật của con người vũ trụ. Thì Liên Quốc nó đánh giá là cái tinh hoa đạo Phật nằm ở trong cái pháp môn thứ sáu này. Nó biết, nhưng mà nó không hiểu là ai phổ biến cái này. Vì thế mà Liên Quốc á, nó có hỏi Việt Nam thì Việt Nam không biết. Nói tôi cũng nghe chứ tôi không biết. Thì bây giờ ai muốn khui cái này ra thì cứ làm theo cái tuần tự. Thì bây giờ mình cái đề nghị là nói là bây giờ tinh hoa đạo Phật đã công bố ra rồi, mời mấy ông đi tìm, đừng chỉ địa chỉ. Công qua tinh hoa đạo Phật đã công bố ra cách 2 năm rồi, tại ở nước rồng chứ đừng nói nước Việt Nam. Mấy ông đến nước rồng mà tím thì người ta sẽ đến. Mình nói người ta bằng một cái cách vậy rồi người ta mới đến, chứ đừng có giới thiệu thẳng cái nào đó rồi tưởng người ta hiểu. Thấy không? Thì cái xuất đó, nó thành công nhiều hơn cái mà mình đưa lộ diện ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Trí tuệ của Phật giáo là những gì mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lại công nhận là tinh hoa của nhân loại? Cái này là người ta nói chung chung chứ Phật giáo làm có cái trí tuệ. Phật giáo không nói gì cái trí tuệ, mà Phật giáo nói là đạo Phật thôi, là con người lữ lấy đạo Phật tìm cái này. Nhưng mà điều theo tôi được biết á, có lần có người hỏi đến cái chuyện này mà không được trả lời, trên đó người ta không biết luôn. Mà giờ mình nói nhiều tôi không dám nói, chứ bây giờ người ta đã hiểu rồi. Nhưng mà điều muốn đến tiếp cận cái này thì đi bằng luật pháp, chứ không phải đi đến tự nhiên muốn nhào đến đây đó, đến bằng luật pháp. Người Liên Hợp Quốc mà vô đây, vô đấy cô vô đây, thì anh muốn đi đến địa phương nào thì địa phương đó phải chấp nhận dẫn anh đi, chứ không phải xâm nhập người nước, người ta muốn đi đâu đi đâu. Ví dụ anh vô ở cái văn phòng anh đó, anh được quyền liên lạc những bộ này bộ kia được nha, mà liên lạc cơ sở không được, liên lạc hoặc tư nhân không được. Mình thuộc về tư nhân không có được anh làm cái này à, thì mình cũng không nên sâu vào. Còn nếu muốn đi báo cho Liên Hợp Quốc thì mình phải báo bằng cách qua chính quyền. Bộ Ngoại giao biết rằng tôi thấy đó mà Liên Hợp Quốc muốn tìm không thì đến. Thì Bộ Ngoại giao có bổn phận là hệ thống chính quyền người ta sắp xếp để đi theo cái hệ ngoại giao thì mới đúng hợp pháp. Rồi, nếu mà ta tìm, ta muốn tìm thì mình mới tiếp, còn ta không tìm thì tiếp làm gì? Nên phải hiểu tế nhị. Thiền Tông nó ra đời rất cái tế nhị, đi bằng tuần tự của luật pháp. Anh không thể vượt qua được cái luật pháp được. Mình là người dân Việt Nam ha, thì phải mình ở đây là cấp xã, phải đi tuần cấp xã đi lên, chứ không phải quen xuống tỉnh mà không được, đi bằng tuần tự luật pháp ha, từ cơ sở đi lên. Rồi con hỏi tiếp đi. Này, càng tiến qua mình đi đi nghỉ sớm chút anh hả? Bữa nay càng tiến nghỉ sớm chút anh, bữa nay càng tiến qua bây giờ nghỉ sớm không có đâu, cái đó đi. Có cái câu hỏi này nhưng mà phải đọc hết cái phẩm này rồi mới có câu hỏi, nên có nên đọc không thưa thầy? Hôm qua thấy cái gì rộng nữ, cứ đọc đi, đọc đi. Ông Phật Gia Thiền Tông Nguyễn Y Hùng cư ngụ ở Bắc Ninh, con xin trích phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Bồ Đề Đạt Ma phẩm thứ 12 do nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội tái bản năm 2017 do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch, có nội dung như sau. Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Chí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phật rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Long Nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy
trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát Thanh Văn trời rồng Bát Bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy long nữ kia thành Phật. Khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu vang vật vang động, cõi Ta Bà 3.000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3.000 chúng sanh phát lòng bồ đề mà đặng lãnh lời thọ ký. Chí Thích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Qua phần trích đoạn kinh trên, con xin thầy chỉ rõ những câu ẩn ý trong kinh, con xin cảm ơn. Câu thứ nhất: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó, nghĩa như thế nào? Bây giờ đó, cái kinh Diệu Pháp đi qua này, mình phải so sánh lại cái lời của Đức Phật dạy. Trong trái đất này là ngũ thú tập cư, thì làm có cái chuyện gì mà long nữ thành Phật? Đây là cái câu chuyện người ta thần thánh quá vấn đề cái hạt minh châu và long nữ. Bây giờ nếu mà mình ở đây, mình là con người phàm phu, không biết tánh Phật là cái gì, 5 phút sau thành Phật là sao? Mình hiểu được có 5 phút thôi. Nếu mà tính biến chuyển thì nó có biến chuyển cho hằng hà sa số kỹ thuật. Bây giờ mình, bởi vì mình ông Phật, ông nhìn ra được, mình nhận được tánh Phật là cái gì, trong vòng mấy giây là mình đổi rồi. Thì đây là cái hiện tượng nói thôi. Còn bây giờ những vị mà dịch thuật cái này nè, tôi nói thiệt mình không dám can thiệp vô. Tôi nói là cái đạo Phật Thiền Tông là cái đạo khoa học, không có thể mơ hồ được cái chuyện này. Giờ con suy nghĩ, ai ở trong trái đất này? Nếu mà ông nói trong trái đất này là có chư thiên này là ai? Quá thành ra chuyện mê tín. Đã ông dạy tôi có 5 người ngũ thú tập cư mà ông hỏi rồi sao? Thành Phật là thành cái gì? Trong trái đất này ông đã dạy người ta nói rằng ta ha ha A-la-hán chỉ là một người ngộ trong cái một ngày trong trái đất này thôi, thì phải đưa ra cái kia sao được. Còn tất cả những kinh điển dịch thì nó chuyên môn, nó dịch gì linh thiêng huyền bí để chi đó, tạo ra một cái ảo giác. Còn Thiền Tông nói bằng sự thật. Nếu mà nói mà theo kiểu này thì ông Trần Nhân Tông cũng đã dịch cái bản kinh này rồi. Ông đâu có công nhận là vấn đề mà long nữ biến thành nam, không có chuyện đó đâu. Lịch sử long nữ biến thành nam có nghĩa là con rừng, con rồng, con tiên. Người nam con rồng là long nam, người nữ con tiên là long nữ thôi. Chứ làm sao mà có cái chuyện này? Bởi vì nó đến đời khoa học nó mới hiểu được cái này. Vì ngày xưa là cái ông không viết cái này đồ đồng, nhưng mà nó là trải qua mà cái bản kinh này mà dịch đúng nhất là của ông Cu Ba La Thập ở bên Trung Quốc, là đệ tử của Trần Quyền Trang dịch lại cái bản kinh này. Nhưng mà dịch trong cái tưởng thôi, Thiền Tông không cho tưởng, cái này là dịch theo tưởng thì nó sai, thấy không? Cái này nó rõ ràng. Bây giờ nè, tại sao cái kinh vô tự bây giờ mới nói ra? Bây giờ ta viết bằng tất cả trên vi tính, nó viết bằng điện từ thôi. Vi tính có ai có cục mực đâu, nó viết bằng điện từ thôi. Muốn cho thấy chữ thì thấy, không thể thấy thì thôi. Rõ ràng như vậy. Bởi vì cái này người ta không có hiểu. Rồi bây giờ nếu mà nói từ đó tới giờ nó có cái trường hợp nào thứ hai không? Thứ hai mà cái trường hợp nào xảy ra? Không có. Nếu nói về cái, bởi vì ông phân định rằng trái đất này á, thần là cái nhiệm vụ cái gì, thánh là nhiệm vụ cái gì, mà hiểu được nguyên tắc này thì mới hiểu được cái Thiền Tông. Mà đây là chân thật trong kinh tất cả. Bởi vì tại sao tôi dám nói là 80% dịch sai, biến thần thánh hết, không có thành trung thực. Nếu mà đạo Phật mà thần thánh cái kiểu này là người ta dẹp cái đạo Phật đi, thì nó biến đạo Phật thành là đạo thần hoặc đạo thánh thôi, chứ không phải là đạo giác. Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi, giác ngộ hiểu biết trùm khắp mọi nơi mới gọi là đạo Phật. Thì câu hỏi này đưa trong kinh thì tôi đã nói là kinh đã sai 80%.
Thì chuyện này nó chuyện sai lại đương nhiên, nhưng mà tại vì vậy bây giờ mấy tôn túc họ dịch thì mình ráng chịu mình hiểu thôi. Bây giờ ở đây Thiền Tông ra đời để chuẩn lại tất cả những gì mà Đức Phật nói về mấy ngàn năm về trước, mà chuẩn bằng khoa học chứ không phải chuẩn bằng mơ hồ đó. Mà bằng khoa học mà có sách vở đàng hoàng, có nhà nước cho xuất bản đàng hoàng. Cái kia cũng nhà nước xuất bản, nhưng mà ông xuất bản về tâm linh, nói về tu vô vi, còn đây tu hữu vi luôn, bằng thực tế luôn, chứ không có nói mà mơ hồ được. Phải hiểu cái này. Vì thế mà đem ra những cái bộ kinh nói ra, nếu mà chính mấy ông thầy lại hỏi này tôi sẽ nói, còn bậc Phật tử hỏi tôi không nói. Tôi chỉ đi, tôi chỉ sai từ chi thì tí rồi. Bất cứ ai lớn, ví dụ ông nào mà ông viết kinh đó, ông lại chính thức ở đây, tôi sẽ chỉ cái chỗ sai của ông. Tôi dám tuyên bố là kinh sách Việt Nam sai 80%. Còn nhà xuất bản thấy không có gia nhập gì, cái liên hệ gì an ninh chính trị quốc gia là nhà ta xuất bản gì tôn giáo, người ta không hiểu, mà chỉ theo nhà xuất bản tôn giáo chỉ là theo bề nổi của tôn giáo thôi, chứ bề chìm nhà xuất bản không biết. Đấy là cái theo luật văn học thôi, xuất bản theo luật văn học. Còn cái gì mà chân lý không hoàn toàn không hiểu. Thành ra bây giờ cái tổ chức người ta đến, ông thầy là trong một cái tổ chức của tôn giáo đưa là mấy ông phải xuất bản thôi, cho xuất bản thôi. Còn tôi ngày xưa là một soạn giả, xuất bản cứ khó cực kỳ hơn. Là vì một soạn giả mà viết ra về cái đạo Phật nó khó. Thành ra mấy ông phải kiểm tra từ ly từ tí lại, cho qua hết mới cho vượt qua. Rồi hỏi đi, thì cái câu này nếu ai hỏi đó thì hỏi cho rõ, rồi mời cái ông đó đó. Nếu không có tôi bao xe tới đây cho hỏi. Lên tới đây tôi tổ chức riêng tôi nói về cái này. Tất cả những người dịch kinh mà dịch cái gì mà không rõ ràng đó, còn có tính cách mượn linh thiêng quyền bí là đây, tôi nói hết cho nghe. Là tôi sẽ phân tích ra từ ly từ tí nha. Cái phần này rồi có ai, phần này có ai, tôi nói hết rồi. Bây giờ tôi nói thật, bắt đầu đi vào bất cứ ai hỏi gì linh thiêng quyền bí đạo đời tôn giáo tôi nói hết. Mà tôi nói không phải là tôi bảo thủ một bên, mà tôi cho hỏi tự do, gọi là tôi cho dư luận trở lại. Muốn thỉnh, muốn mời ai mời, tôi không quan trọng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Hàng Bồ Tát Thanh Vân trời rồng bát bộ là như thế nào? Bồ Tát là cái ông Gan. Còn gì nữa? Thanh Vân. Thanh Vân là mấy cái người mà là ta tu mà ta chấp hai bên á. Ta tu hình tướng, Thanh Vân ngộ bằng cái lỗ tai này. Mấy người ta tu mà ngộ bằng lỗ tai rồi Thanh Vân nghe được cái tiếng nói. Rồi ta ngộ, mấy người đó ta ngộ Thanh Vân. Còn duyên giác là ngộ được cái tánh sáng của mình. Tánh sáng này không có phân biệt là cái gì, tánh Phật hay là cái gì. Trong kinh duyên giác có nói là duyên giác tánh tức là tánh Phật. Đây là sai hoàn toàn. Người ta nói gì văn tự thôi. Tánh Phật không phải là duyên giác. Có nghĩa là duyên giác nó sáng. Trong Phật khẳng định là tánh Phật chỉ là một nguyên tử thôi, không có thấy được đâu, không có duyên giác đâu. Duyên giác là kêu bằng người ta nói ra để cho nó thổi phồng ra cái duyên giác. Tánh Phật chỉ là một nguyên tử thôi, không thấy được. Mình ở đây nói duyên giác là nó sai, có nghĩa là phóng đại lên, tưởng tượng ra kinh duyên giác. Chứ đúng là cái này tánh Phật không phải là kinh duyên giác. Duyên giác là ý là muốn nói là chỉ cái viên giác tánh tròn đầy, không phải nói được cái hình thể duyên giác nữa. Mà bây giờ khoa học nó dùng cái được một nguyên tử thì làm sao, chứ duyên giác với nguyên tử thôi. Chứ duyên giác là mình thấy rõ lớn lắm, thấy không? Còn nguyên tử không thấy, nhưng mà nó có sáng. Rồi, hỏi tiếp đi. Cái câu này là Hàng Bồ Tát Thanh Vân trời rồng bát bộ. Thôi cái này thôi, đi qua ông thần rồi. Trời là gì ai? Trời đã trời trên đường đấy rồng. Thiên là rồng ở đâu cũng giờ kiếm con rồng đâu. Thiên là trời, long cũng rồng, rồng trên trời đâu. Nói chuyện bây giờ đi vào trong cái thế giới này nó đi sai, nó đi vào cái tâm linh sai, vô vi sai.
Rồi thành ra cái kinh sách nó mới viết ra. Mà kinh này ông Phật hồi đầu đâu có phải viết cái điều này, nhưng mà mấy ông sao này, ông Tam Tạng đi thỉnh kinh về bao nhiêu bộ rồi đem ngồi nó viết ra. Rồi ông Càn Nguyên, ông Càn Nguyên đang viết rồi, tới thời ông Hoa Lâm, Hòa Thượng Hoa Lâm ở triều đình cũng ngồi dịch hết cái điều này ra. Thì thôi bây giờ, hồi xưa không ai phá được này thì phải công nhận thôi chứ. Rồi bây giờ ta khám phá ra được này thì cái chi dẹp đi, bỏ đi. Hồi đó ông tưởng thôi. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Người A nói cho người B cách tạo công đức, thì người A công đức có bị bôi đen không? Nếu không muốn bị bôi đen công đức thì nói như thế nào ạ? Người A sao? Người A nói cho người B tạo, chỉ cho người B thì thế là người A công đức có bị bôi đen hay không? Thì nói có công đức thôi bôi đen gì. Nhưng mà nên nhớ là đang sống thế giới này là phải bôi, có rồi cũng phải bôi, xong là phải bôi liền chứ không có để hãy đâu đấy. Không, nếu có công đức mà không bôi thì không sinh hoạt được thế giới này được. Giống như thế giới người ta mù hết, mà có cây đèn cầm đi hoài đó, mấy kia nó chịu nổi đấy, bắt buộc phải mù như người ta để sống trong cái quan tưởng thì mới sống được. Nhưng mà này, mình hiểu rồi cái quan tưởng mình không theo, mình vẫn theo người ta nhưng mà không bị quan tưởng, có nghĩa là mình theo người ta mà không bị lầm. Nếu mà mình không bôi là mình không được. Thế giới vật lý không thể chấp nhận cái công đức song song được. Thế giới này không có thể chấp nhận cái công đức song song với thế giới vật lý âm dương được. Bắt buộc anh phải đen thui, không biết đó cái gì, rồi cho anh đi lưu hành theo thì mới đi tạo nhân quả được. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Cái hạnh của một con người được khởi nguồn từ đâu? Lấy gì làm thước đo của cái hạnh đó? Cái gì? Cái hạnh của một con người được khởi nguồn từ đâu? Bây giờ tôi hỏi anh, chiếc xe nó ráp rồi đó, rồi sao nó hoạt động? Nó có xăng, nó có xăng, nó có điện, nó rỗng nó mới quay được. Có một tài xế điều khiển rồi, cái xe hoạt động từ đâu? Có nghĩa là đây gọi là duyên hợp, hợp thành để tạo thành hành động nhân quả. Anh bây giờ thí dụ đất nước có lửa mà không có cái tánh ở trong thì làm sao anh hoạt? Mà nó có cái tánh đó mà không có điện thì làm sao anh hoạt? Thì giờ văn minh rồi, cái xe có điện mới chạy được. Chứ bây giờ nếu mà tất cả đều có hết, có một tài xế, có xăng, có dầu, thiếu điện sao? Thiếu điện nó mới chạy được, nhờ cái điện mới chạy. Mình nhờ cái điện mới múa mai, cái miệng mình mới la lên, la xuống. Chứ không có điện sao la lường. Thấy không? Nó phải duyên hợp. Bởi vì ông Phật nói là tánh người là duyên hợp đầy đủ đất nước gió lửa và điện từ âm dương. Mà cái sự sống của nó là tánh Phật. Còn cái duyên hợp của tánh người để nó điều khiển chứ. Duyên hợp tới người giống như cái cơ trong cái xe vậy, nó điều khiển. Mình phải hiểu thế giới vật lý này thì mới hiểu được cái đạo Phật nó diễn tả là rất chính xác, không có sót được cái gì hết. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Trần Ngọc Thủy ở Thủ Đức có hỏi một số câu hỏi như sau. Con đang theo pháp môn Thiền Tông mà con khởi ý suy nghĩ mong bác sống lâu hơn so với tuổi thọ, vì bác mang dòng thiền khắp thế gian và mang lợi ích cho con người. Như thế con làm có bị trái với luật nhân quả không ạ? Trái hoàn toàn. Nhiệm vụ của cái ông đưa thơ tới xong ông đi đâu chuyển của ông, không có chút cái gì trong này. Tôi có nhiệm vụ phổ biến rồi, tới ngày nào xong là thôi. Không có chút, không ai can thiệp vào cái này. Đừng có chút mà lấy lòng của thế gian, đừng xài, dẹp đi à. Có nghĩa là tôi có nhiệm vụ phải làm này, làm cho nó xong rồi thôi là tôi đi. Giống như trước ông Chánh Huệ Phong xong rồi đi kiếm ổng, kiếm có không? Hoàn toàn không có. Tôi khi nào tôi biến hô biến một cái là tôi vô rồi Bình Hòa rồi, khỏi kiếm. Rồi nói tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông khi ngủ hay nằm mơ mà đưa giấc mơ vào tàn thức thì người này có được giải thoát không ạ? Không. Tất cả những cái chuyện gì ở thế gian này, nó làm gì làm kệ nó. Nó mơ, nó mộng, nó thấy gì, chuyện kệ nó. Ngủ đêm nó thấy mơ mộng, ngày mai kệ nó. Mày làm gì làm, nhưng mà tôi muốn về, sao có công đức tôi về thôi. Còn có chuyện mà mơ mộng là mơ âm thì điện âm, mơ dương, điện dương vậy thôi. Do cái tưởng của mình, rồi tối ngủ nó ép mà mạch máu lại nữa là thấy vậy thôi, cho nó vui thôi. Biết nó vậy, có nghĩa là biết ở trong thế giới này gọi là mơ mộng là chuyện thế gian, chuyện vật lý, bỏ đi. Mình sống thực tế, không có nói mơ hồ được. Bây giờ Thiền Tông ra đời rồi, có chỉ con đường về phải, tôi cố gắng tôi đi về con đường đó thôi. Còn bao nhiêu dẹp hết đi.
Nhưng mà giờ mình còn sống thì phải làm ăn chứ không lẽ dẹp hết rồi đói sao? À, tới nhà mình tháng 2-3 triệu tiền điện mà ngồi đó, không có tiền điện trả là sao? Nó cúp điện, cúp nước là sao? Thế giới vật lý người ta sao mình vậy? Hồi xưa mình không hiểu á, mình đóng góp đi chỗ này chỗ kia từ thiện. Từ thiện mình phải hiểu cái nguyên tắc từ thiện. Nhà nước nó có cái cơ quan từ thiện là cái gì? Là thương binh xã hội. Mình nếu muốn làm từ thiện tốt á, có nhiều tiền quá đem vô thương binh xã hội tặng người ta, cho người ta phước đức rất lớn. Vì người ta đến làm cái nơi mà ta cần đến, tiền cần đến, còn mình đến cái nơi không cần đến. Giống như mình ở đây mình muốn làm từ thiện ra xã đó, và bây giờ tôi có số tiền đó thì xã người ta lên cái kế hoạch trong xóm người ta, trong xã người ta người nào nghèo giàu ta biết, còn mình không biết, đem ào ào cho mẹ ông giàu cũng lợi sinh không sao, sao mình làm sai. Vì thế mà vừa rồi nó ở ngoài Trung hay đâu đó có một cuộc từ thiện xã hội mà do một ông thầy hướng dẫn đi mà cảnh sát không cho là rất đúng. Anh phá vỡ cái quy luật xã hội của người ta. Tổ chức của nhà nước lúc nào phải đàng hoàng chứ. Xã nào là không có thương binh xã hội, huyện nào là không có, tỉnh nào là không có, thành phố nào không có. Mình cái lòng tốt đem lại đưa cho người ta, người ta xử lý cái số tiền này hoặc vật chất này rất phải. Ta chuyên môn mà, còn mình mấy ông thầy xin lỗi lâu lâu á, xách mấy bà bố đem cho tầm bậy tầm bạ. Ông cho cái là không vô trách nhiệm, ông cô để mà lấy cái lòng thôi. Mà ông lấy lòng dân mà ông làm hại cái lòng nước. Cho cái kiểu đó là lấy lòng dân hại lòng nước, không được. Cái đại sự mà không lo, lo cái tiểu sự không đúng. Mình tu thì có lo tu. Tu cái gì thì mình tu cho đúng, cho tốt là đốt. Còn mình đi cái chuyện xã hội thương binh của người ta đừng có làm. Giống như bây giờ tôi nói thiệt, có nhiều cái sai đó mình cũng không thích nữa. Bây giờ có nhiều cái chùa mở là thuốc nam làm gì, sắc màu bố đem về nấu mấy siêu nước uống ra cái gì? Nó nhức đầu, nó có viên aspirin ra có 22.000 bạc nó nuốt vô hết liền. Thời khoa học rồi, đau cái gì nó có chuyên khoa nấy. Mình nói, thí dụ nhất con mắt thì vô chuyên khoa mắt, cái lỗ mũi vô chuyên thăm mũi, đau bụng gì cái gì đó chuyên khoa, vô chuyên khoa nó nhanh hơn mà nó rất rẻ, mình không chịu làm. Còn bây giờ bày đặt cái chùa đi mở, trời ơi, tôi thấy thuốc nam mà nó chết đường xe không đi làm gì, đem về người ta đổ hết. Ai bây giờ có vụ mà sắc không đưa cái siêu sắc thuốc không, có xài cái này nữa. Nó qua thời kỳ xa rồi mà nhiều cái chùa còn làm cái này nó không đúng. Tu thì lo tu đi, muốn tu cái gì thì tu cho rõ ràng. Thà là ít đi, 10, hồi đó mình giúp 10 người và giúp một người được, nhưng mà giúp cho đúng. Là mình có phước đức hoặc là có công đức. Bởi vậy cái thiền tông nó ra đời, nó mới chuẩn lại, nó đi lại hết đúng cái quy luật của nó. Ông Phật Thích Ca không phải làm chuyện tạp nhạp về. Ông Phật Thích Ca không phải là đi cúng hoặc là đi làm phúc nam, có chuyện đó đâu. Ông Phật Thích Ca không chuyện đi phóng sanh. Nó làm cái chuyện làm, bởi vì đưa vô một cái nó sai một cái đó. Mà bây giờ mình nói ra, tôi nói ra, nhà nước cho phép tôi nói. Không cho phép tôi nói. Còn nếu mà chùa nào nó tôi phóng sanh không phải là ở đây. Mình phải hiểu chứ. Mình bây giờ cái thiền tông là ra đời để nó chuẩn lại toàn bộ cái hệ thống Phật giáo lại. Chùa tu cái gì phải tu. Sáu pháp môn tu mặc tình mà tu. Muốn tu cái gì, muốn thành A-la-hán thì chỉ cách cho. Muốn thành nhanh thì chỉ cho nhanh. Chứ không phải ngồi một mấy 20 năm mới thành A-la-hán. 5 phút sau thành A-la-hán liền. Muốn là chỉ, tôi chỉ cho. Rồi muốn đi đâu người ta chỉ cho nó rẻ chứ ngồi nó lê thê chứ mệt rồi bắt đầu cái người trí thức người ta cười cái Phật giáo tinh hoa nằm ở chỗ nào mà mấy ông tu là kiểu này. Bây giờ vừa rồi mà cái diễn đàn 14 phát ra mấy cái ông lại sao nó xấu hổ ghê lắm, mấy ngàn người lại đổ mồ hôi luôn mấy tiếng đồng hồ, trời ơi. Phật thành ra cái người trí thức nó nói, ủa ông Thích Ca dạy kiểu này đó hả? Ông Thích Ca dạy mỗi một chữ trong ấy một lại, ông Thích Ca dạy đem đám cưới vô chùa, có nhục không? Cái đạo Phật mình tại sao mình không chuẩn lại cái này? Đó, rồi bây giờ đó mình nên nhớ rồi, thì nói là phải nói cho thẳng. Bây giờ tôi nó sao là quá đát thì tôi không sợ vậy. Thành tôi mới nói, giờ hỏi tới vị. Vị tổ Trần Nhân Tông có nói tu thiền đói ăn mệt ngủ, theo con suy nghĩ. Khi ăn thì tâm thanh tịnh không suy nghĩ về việc ăn ngon hay dở, vì thế không đưa vào thân và tâm, kể cả việc ăn chay hay ăn mặn,
không thành vấn đề, miễn khi ăn mình không khen chê là được. Con hiểu như thế có đúng không ạ? Sai hoàn toàn. Đã tôi suy nghĩ, không có suy nghĩ, đói ăn mệt cũng có cái gì ăn ở đây. Trong lúc đói có gì ăn ở đây, có cơm ăn cơm, có bún ăn bún, vậy thôi. Còn nếu con suy nghĩ, ồ này cần cơm chán quá thì kiếm bún không được, suy nghĩ nó sai. Đói ăn mệt ngủ có cái gì ăn ở đây, kể cả là ăn thịt ăn cá không thành vấn đề. Cái tới cái này có nghĩa là làm sao cái thân này âm dương sức khỏe tốt là được. Còn vấn đề mà nói về ăn chay ăn mặn là cái chuyện đó nó đi qua cái vấn đề về cân bằng âm dương. Mà cái chất đạm bây giờ nói là cái chất đạm động vật thì nó độc hơn cái chất đạm thực vật, có vậy thôi. Mình phải hiểu khoa học chứ đi. Chứ bây giờ nói bây giờ xin lỗi ông à, ông ăn chay đi, đi 3 ngày ông có thì thử coi. Không có thịt ông dám không ăn, ông ăn thì ông chết. Thì phải ăn thôi. Thế đó là cái hình thức thôi, mình phải hiểu. Thế gian này, cho bài là ông Trần Nhân Tông nói lúc đói ăn mệt ngủ, vẫn không bận biểu gì hết, có gì ăn đây. Nhưng mà nên nhớ ăn hộp vệ sinh, chứ không phải ăn hộp vệ sinh. Rồi hỏi tế bi. Các nhà khoa học là người trí tuệ, không mê tín. Họ thúc đẩy nền văn minh loài người lên cao. Vậy những người này có bị loài nào điều khiển không? Hay chỉ đơn thuần là họ có phước đức thật nhiều, nên những phát minh của họ đều lấy từ nền văn minh không gian? Tất cả những người mà họ phát minh đó, nó đúng ra nó không phải một đời này đâu. Nó lưu trong tàng thức họ, rồi họ lấy ra họ xài lợi thôi. Bây giờ tôi nói chuyện cái chuyện ông Mungate á, 10.000 năm trước á, ông cũng làm cái vụ này, ông cũng làm cái điện thoại này. Rồi bây giờ ông giảng sanh lên tịch lộ, ông ở đúng ra 10.000 năm sau ông xuống, ông nhớ ông lấy ra ông làm lợi thôi. Cái đó là tích lũy phước đức của người ta đã trải qua một đời vậy đó, nó không có quên đâu. Thì bây giờ mà hồi xưa mình nói cái ông mà lấy điện, ông đâu có biết gì đâu, nhưng mà ông trực nhớ lại, ông lấy hai cái thẻ 500 ông quay nó ra điện, rồi từ từ nó phát triển ra, nó cũng lấy công thức thì thôi. Bởi vì thời văn minh rồi mới nói được cái này, chứ còn phát minh là cái gì, là nhớ lại cái gì đó. Chứ sao nhiều người không phát minh? Tại ông kia có, ông nhớ trong cái tàng thức ông có, giờ ông đem ra ông xài lợi, gọi là phát minh. Bây giờ Thiền Tông nói sự thật, nó cái tàng thức của nó chế là nó vậy, nằm hoài trong đó, nó không có thoát đâu. Thấy không? Thì đừng có lo cái chuyện đó. Thì nó nói phát minh là cho những cái người mà ta không hiểu. Chứ còn sự thật cái này là ông lấy từ ngàn xưa trở lại, ông ra ông xài. Rồi hỏi tiếp đi. Hầu hết các nhà khoa học đều là người phương Tây và có nền tảng từ đạo Chúa. Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian, có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Lấy gì? Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian, có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Bây giờ đó, tất cả các tôn giáo không phải cái đạo của Chúa mới lập đây đâu, đạo Phật mới lập đây, nhưng mà một chu kỳ nó phải lập đúng. Nhưng mà cái người mà phương Tây á, là cái nền văn minh nó nằm lệch về phía Bắc, thì người ta lấy dễ hơn. Người ta lấy dễ rồi người ta áp dụng cho toàn cầu thôi. Chứ nhưng mà đạo nào cũng vậy, thì nó đúng ra mục đích á, đạo thì ta lo cho nhân loại. Nhưng mà ta lo nhân loại một cái khía cạnh khác. Đạo Thiên Chúa lo cho nhân loại một cái khía cạnh gọi là yêu thương. Còn cái đạo Phật á, lo cho nhân loại là lấy khía cạnh từ bi, nó phải đi ra cái này. Còn tất cả các cái đạo khác nó lấy gọi là linh thiêng. Nên nhớ đó, mỗi một đạo nó có cái khía cạnh. Còn bây giờ mình không thể đi sâu vào cái vấn đề chuyên môn của người ta, ai hỏi thì tôi sẽ nói cho nghe. Còn cái nền văn minh không gian thì người Thiên Chúa lấy, về sau trái đất quỷ diệt, về sau Thiên Chúa lập lại cũng là người Thiên Chúa lấy. Cái đó là nhiệm vụ người ta, người ở phương Bắc, Bắc bán cầu. Còn mình đây là thừa hưởng thôi. Mình nó thuộc về đường xích đạo, trung bán cầu, nó thuộc về thừa hưởng. Và cái người miền Nam cũng là thừa hưởng, Nam bán cầu cũng thừa hưởng. Nó đi theo cái từng cái dĩ tuyến của nó, từng kinh tuyến. Trái đất này nó sinh ra bằng kinh tuyến và dĩ tuyến, nó phân định rõ ràng. Con người mình cũng vậy. Thành ra cái gì, cái dụng nào nó đâu thì dễ lấy được. Giống như mình ở đây
người ta muốn xem cái gì mà cao nhất á, thì lên núi Hy Mã Lạp Sơn ta coi mới được, nó nằm ở trong cái vùng đó, đó ta coi mới được. Còn mình dùng Nam Bán Cầu khó thấy hơn. Vì thế mà có nhiều cái mà cái nhật thực nó nằm ở Bắc Bán Cầu coi được, còn Nam Bán Cầu coi không được, coi nó khuất. Đây là nói là khoa học chứ không phải ấy đâu. Còn cái chữ viết thì nguyên tắc đời nào bao nhiêu thời kỳ dẫn đạo Thiên Chúa lấy để phổ biến ra khắp thế giới bằng chữ Latin. Latin là của người Latin, là người Latin là người thông minh nhất thế giới này. Người đó là ở đâu? Dùng Trung Đông. Rồi con hỏi tiếp đi. Trường hợp có một bài viết về Thiền Tông khi đem chia sẻ trên trang diễn đàn Pháp Môn Tu Khác, họ xem và thích bài viết đó, nhưng xảy ra hai điều. Điều một, họ hiểu về Thiền Tông từ bài viết đó. Điều hai, họ chỉ hiểu bài viết Thiền Tông theo cách hiểu biết bình thường, nên họ thích bài viết đó chứ họ không hiểu Thiền Tông. Vậy trường hợp hai này, cái họ hiểu bài viết về Thiền Tông nó mâu thuẫn như thế, thì người chia sẻ được công đức hay phước đức gì không ạ? Công đức phước đức á, người ta hiểu mà hiểu rõ là mình có công đức á. Còn nếu hiểu sai là không có. Mà nhưng mà nếu muốn vô cái này thì đẳng cấp tu Thiền Tông phải tu bằng đẳng cấp. Anh cái đẳng cấp tôi nói là từ 10 tầng bậc, từ 9, 10, 9, 8 thì mặt mai tiếp cận được thôi, còn dưới không tiếp cận được. Dưới đó thì nó sẽ hiểu sai lệch về Thiền Tông. Ha. Giống như con mắt của anh mà mở sáng trưng thì cái gì anh cũng thấy đâu, mà mắt anh mà mờ là rồi, có chữ trúng chữ trật. Nó thế giới này nó là vậy. Có nghĩa là anh làm sao giúp người ta hiểu là có công đức rồi. Mục đích có công đức đi về, chứ không phải có công đức được để đây làm cái gì. Rồi hỏi tiếp đi. Trong buổi giải đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói con người có ba thứ: tánh người, tánh Phật và thức. Và thức do thần quản lý. Bác có thể nói rõ hơn thức này cụ thể là gì, và vị thần có thể tác động những gì vào loại thức này? Con người là có tánh người, là suy nghĩ 16 thứ, tánh Phật 4 thứ. Còn cái thức biết á, là của ông thần tác động vô để ông quản lý cái thân mình. Bởi vì tôi nói với người mà ta tu á, cái thần thức này có nhiều người họ nói rất nhiều nhưng mà họ không hiểu cái thần thức là cái gì. Thần thức là tánh người, nó ẩn trong thân người của mình, nhưng mà nó không thuộc lệ thuộc vào tánh người, mà để kiểm soát. Có nghĩa là mình đi đâu dính tới đó. Giống như ổng đeo mình đó ha. Giống như ổng đeo cái thân mình đi đâu đó. Vì thế mà trong đạo Thiên Chúa nó có cái câu này nè: thánh thần hai gia giáp. Rất đúng. Đạo Thiên Chúa nói rất đúng về thánh thần hai gia giáp. Mà tôi không giải thích về thánh thần ở trong đạo Thiên Chúa. Thì mình ở đây, cái mà cái thần thức nó đeo mình đó, là của ông thần. Để chi? Để lúc nào cũng thấy mình, cũng mình không chạy qua khỏi ông đó, giống như nó dính đó ha. Còn bên kia ông thánh thì kêu bằng đi theo thôi ha. Ông thánh thì ra làm việc của thánh, thần làm việc của thần. Mình duy nhất chỉ có hai tánh là tánh người và tánh Phật. Thần thức là vị thần theo dõi kiểm soát mình suốt dòng đời của mình. Nếu ông này hết giờ kêu bằng gì đó, hết thời gian quản lý, thì ông này ra ông kia nhào vô đổi ca. Mình có 100 năm mà ổng tới 500 năm lận. Có nghĩa là có thể là vừa sanh ra thì ông nào kiểm soát có thể một đời thôi. Bây giờ ổng là ổng kiểm soát được 5 đời, còn mình thì có một đời. Rồi hết tiếp đi. Phật con, Phật chung, Phật cả khác nhau ở lượng công đức và khả năng ứng thân giúp giải thoát, thì còn khác nhau ở điều gì nữa không? Phật lớn bằng nhỏ là do cái lực sáng của người ta. Bây giờ có điện rồi, người ta thí dụ anh có cái điện pin một pin thì sao? Rồi đèn pin hai pin, ba pin, mười pin, nó theo cái lực của nó. Lực nó sát xa nó, một pin thì nó phát ra thí dụ 10 thước đi, hai pin thì 20, ba pin 30, nó vậy thôi. Nó có lực, thì cái lực nó sáng và cái lực nó lớn nó cũng làm theo cái vật lý này. Rồi hỏi tiếp đi. Số câu hỏi này nó trùng hết những câu hỏi trước rồi. Dừng giải đáp này đi. Dạ. Dừng giải đáp nha. Thì sao giải đáp tiếp? Còn nhiều không? Nhiều lắm, không hết. Bởi vì trong cái rồi thì ăn thua, đi ngưng thì ngưng. Còn muốn hỏi nữa thì 3:30 cũng được.
Đó. Xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay. Câu hỏi lưu lại tuần sau hỏi tiếp.